và cách trả lời chung. Trước khi đi vào bài học, cách là tất cả các vị để bài văn mô tả bằng câu Nam Mô Tát Sa Bà. Nam Mô Tát Sa Bà Hà Hoa Tô Sama Sambut Dasa. Nam Mô Tát Sa Bà Hà Hoa Tô Sama Sambut Dasa. Nam Mô Tát Sa Bà Hà Hoa Tô Sama Sambut Dasa. Nay chúng ta sẽ qua bài kệ số 18 ha. Bài kệ số 18 sẽ tương tác với lại cái câu chuyện Sumana Devi Quách Thúc. Sumana đây tức là tên tên của cái cô con gái của ông Anathapindika, cô con gái út của ông. Vì rằng ông Anathapindika có ba người con, đây là cô gái út nha. Devi ở đây ám chỉ cho là chư thiên ha, thiên nữ. Tại vì sau khi mà cô ấy làm phước thì phải cô ấy mệnh chung rồi, cô ấy được sanh lên cõi cõi lên cõi với Tusita, cõi đau suốt rồi, cho nên mới trở thành một vị thiên thiên nữ chính đó. Còn Quách Thú là kể về cái câu chuyện của vị thiên nữ tên là Sumana, và tiền thân tức là con tiền thân tức là con gái của ông Anathapindika, ông cặp cô đầu. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái bài kệ ha. Bài kệ thì cũng tương tự giống như là bài kệ số 16, 17, vân vân. Không, bài kệ này sẽ tương tự như là bài kệ số 16 ha. Bài kệ số 16 thì chúng ta sẽ là Ida Modati Pecha Modati, thì tương tự như vậy bài kệ số 18 là Ida Nandati Pecha Nandati. Có một số điểm thay đổi nè, chúng ta sẽ thấy ha. Ở đây là Ida Nandati, sự đọc trước ha. Ida Nandati Pecha Nandati Kata punyo upayata nandati punyam me katanti nandati piyo nandati sukati kato. Lại lần nữa. Ida nandati pecha nandati kata punyo upayata nandati punyam me katanti nandati piyo nandati sukati kato. Tương tự như bài kệ số 16 thì chúng ta sẽ thấy rằng ý đá tức là ở đây một đời này ha, nam đa tí nam đa tí ha, đây là động từ, động từ căn nam, nam là đen ha, nó có nghĩa là được vui thích ha, căn nam có nghĩa là được vui thích, hân hoan hoặc như là hoan hỷ, bên giá tức là sau khi bệnh chung, bất biến quá khứ phân tử ha, mà được sử dụng mà chúng ta cũng được hiểu theo nghĩa tức là đời sau. Ý đáng dùng đời này thì bên chân ta dùng đời sau. Rồi Katapunyo cũng tương tự như bài kệ số 16 thì chúng ta sẽ có là Katapunyo Upajathan Bodhati, thì ở đây là Katapunyo Upajathan Nandati. Katapunya tức là Bunya đây có nghĩa là phước ha, và Kata tức là đã được tạo, quá quá khứ phân tử của động từ Karoti. Chúng ta có thể là dẫu rằng ở trong đây thì sắp các cấu trúc tức là kata punya, nhưng mà chúng ta hiểu rằng đó là punya kata, punya kato tức là người mà đã tạo phước. Nhưng mà trong trường hợp này nếu mà để như vậy thì nó là phước mà đã được tạo. Nhưng mà khi mình ám chỉ cho là người mà đã tạo phước như vậy là sẽ vui đời này, hoan hỷ đời này, hoan hỷ đời sau, và hoan hỷ hai đời, chúng ta phải là punya kata, mà chia theo chủ cách sẽ là punya kato. Rồi Upajatha là cả hai ha. Phía dưới tức là Bunyan me katam ti, Bunyan me katam ti nam da ti, tức là hoan hỷ, người ấy hoan hỷ, chia cùng cách với lại chủ cách là người ấy so ha. So katapunyo, so katapunyo là so nam da ti. Động từ tương, động từ hiện tại ngôi thứ ba số ít nhỉ, nam da ti, đó là người ấy hoan hỷ, người ấy vui thích, người ấy hân hoan. Hân hoan cái gì? Hân hoan rằng là điều phước đã được tạo bởi ta, hoặc ta đã làm phước. Rồi bắt đầu biyo nadati sukati gato. Biyo nadati thì cái chữ biyo này tương tự như các bài kệ số 17, tương tự như các bài kệ số 17 chúng ta sẽ thấy rằng ở trên đây là biyo tapati dukati gato, thì
tí là gì? Tapati có nghĩa là hối hận, sự dằn vặt. Dằn vặt hơn khi mà bạn vào cõi khổ. Thì tương tự phía dưới đây tức là hoan hỷ, hân hoan hơn khi mà được sanh về cõi lành. Gata đây là sanh về thiện thú hay cõi lành, Sukhati. Cõi lành ở đây cho anh chị cho là cõi người và các cõi trời. Thì trong cái bài kệ này nó đề cập đến câu chuyện mà của tiền thân của vị thiên nữ tên là Sumana. Thì bài kệ này được thuyết ra tại Chitawana, đề cập đến gọi là trường hợp của ông Anathapindika và cũng như bà Visakha, tức là hai vị đại thí chủ ở trong giáo pháp của Đức Phật đã được Đức Phật tán thác. Thì ông bà thì đều có cái công hạnh tức là hộ độ tăng chúng cũng như là phục vụ cũng như là tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đức Phật cũng như tăng đoàn vậy. Thì tại nhà của ông bà thì luôn luôn là có để những cái phần mà gọi là cho chúng tăng vừa những cái chỗ ngồi để soạn sẵn như vậy. Hơn nữa tức là cũng chính tay ông bà đi đến chùa để làm phước, để tạo phước. Thì cho nên những cái lúc mà khi mà ông bà mà đi vắng như vậy, vì rằng ông bà trong cái thân kinh thành thì hai người này là hai người triệu phú giàu có mà gọi là có cái tâm tính thành cực độ đối với Đức Phật, đối với tăng chúng, đối với tam bảo như vậy. Cho nên khi mà nhiều người họ cũng ảnh hưởng, họ cũng thấy những công hạnh, những cái đức lành như vậy, cho nên họ làm theo. Cho nên những lúc mà có đi thì họ mời ông bà, hỏi như ông bà đứng ra giúp đỡ. Thì như vậy là không có ai đó sẽ chăm sóc, sẽ quán xuyến cho những cái phần vật thực mà để sẵn ở nhà để dâng cúng cho những vị mà khách tăng, khách vãng lai khi mà đến nhà. Cho nên đó là riêng bà Visakha thì bà cũng kêu cái người cháu gái sẽ đảm trách cho công việc đó. Còn riêng ông Anathapindika thì ông cũng kêu người con gái đầu của ông tên là Subhadra, Mahasubhadra. Thì ông có ba người con, một người con đầu tên là Mahasubhadra. Subhadra. Subhadra có nghĩa là tốt đẹp, mà số nghĩa là tốt đẹp luôn. Mà cái người con đầu thì thêm chữ Maha vào nữa là đại. Rồi Chung Lá là cái cô mà cô thứ hai, và cô cuối cùng tức là cô Sumana này, thiện ý hả? Dạ. Thì khi mà ông giao cho các cô con gái cả như vậy đó, cũng là một công việc tức là cúng dường thực phẩm khi mà chưa tăng khách bạn lai và đến nhà như vậy. Rồi khi mà cô ta làm những công đức như vậy, thuần thục như vậy, rồi cũng chính cho những hạnh nghiệp như vậy và cái duyên lành, cho nên cô chứng đắc được quả vị Tu Đà Hoàn và sau đó là cô lập gia đình vậy. Rồi bắt đầu khi nhà ông mà làm như vậy rồi, ông bắt đầu ông nhờ tới người con thứ hai vậy, cũng đảm trách công việc như vậy, tôi lo lắng cho chư tăng những lúc mà ông đi, ông sợ vắng nhà, ông đi cũng nhường ở chùa, như vân vân. Rồi người con gái thứ hai cũng tương tự như vậy, cũng chứng đắc quả ông bị Tu Đà Hoàn và cũng lập gia đình luôn. Rồi đến riêng cái cô mà con gái út đây này, con gái út là đặc thù, thứ nhất là được ông thương hơn vậy. Rồi một cái điểm đặc biệt nữa tức là cô này có chứng đắc tới gọi là Sakadagami, tức là bậc mà bậc bậc nhất lai hả, Sakadagami. Hai cái cô này đó cũng như là cha của mình đó, cha của mình tức là Anathapindika hả, Anathapindika đó, thì đều là chứng đắc là Sotapatti, Sotapanna, trở thành một bậc Sotapanna. Nhưng mà riêng cái cô này đó được gọi là Sakadagami, 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 tức là bậc nhĩ quả, tức là cao hơn cả hai người chị của mình cũng như là cha của mình. Thì trong suốt một quá trình như vậy đó thì cô làm những công đức như vậy, cho đến một buổi nọ là cô bị lâm bệnh vậy. Và khi mà cha của cô về hỏi con có sao không vậy, thì khi mà cha của cô kêu cô như vậy đó, thì khi mà cha của cô kêu là bằng con khi mà như vậy, nhưng mà riêng khi một cái trả lời đó, cô trả lời về cái dựa vào cái pháp thật tính, tức là dựa vào cái đậu quả mà cô chứng đắc, cho nên cô mới bảo rằng đó là cô xưng cha cô là bằng em út nhỉ, vì rằng nếu mà đứng trong mà gọi là bốn tầng thánh đó, thì cái tầng thánh là Sotapanna, tức là tầng thánh mà đầu tiên, nhỏ hơn cái tầng thánh gọi là thấp hơn tầng thánh gọi là Sakadagami, rồi bằng Anagami và Arahat. Cho nên cô mới nói cha cô là bằng em, giả sư bằng em nhỉ. Thì cha của cô mới nghĩ rằng là con của mình không lẽ là nó
Lúc cái thời bình sinh nó hoan hỷ, nó làm cái công đức thiện sự như vậy, vì rằng tâm của ông nó không thể nào biết được cái tầng thánh cao hơn hả? Tầng thánh thấp không thể nào biết được tầng thánh tâm cao hơn vậy. Cho nên là ông không biết rằng con mình đã chứng đắc đến gọi là cái bậc gọi là dĩ quả, hay là gọi là nhập lưu, xin lỗi, là nhất lai, Sakadagami. Sakka hả? Là Sakka, Sakka là một, Agami là trở lại, đáo lại là cõi nhân loại nó một lần nữa. Thế cho nên nó là ông không biết hả? Rồi ông mới nghĩ rằng nó là con mình mà tạo công đức như vậy, nhưng mà trước cái bệnh chung nó lại giống như kiểu mà mê sảng rồi nói như vậy đó, rồi không biết rằng nó là con mình sẽ sanh về đâu được. Nhưng mặc dù đó là trong gia đình mình ai cũng có cái truyền thống làm việc làm công đức tốt đẹp như vậy, cũng dường chư tăng rồi cũng tính pháp rồi cũng làm nhiều tạo tạo trưởng nhiều công đức. Công đức ở đây cũng bao gồm là tức là những cái mà phước nghiệp sự của những cái điều pháp thuốc mà bữa trước bài trước mình có thể đề cập đến rồi ha. Cho nên mới được gọi là Katapunyo đó, tức là cái người mà người ta tạo ra công đức để Katapunyo đi. Tức là cô này là có thời bình sinh trong gia đình của cô và cũng như cô luôn đều có cái công hạnh là tạo trữ công đức này. Đó là rồi khi mà ông mới buồn như vậy, ông mới đi đến bên bạch trình Thế Tôn như vậy, Thế Tôn mới bảo rằng đó quả thật là như vậy, con của ông đó kêu ông như vậy là đúng rồi, bởi vì nếu mà tính về là cái bản chất thật sự bao quanh trong má đó, cái pháp được tính đó, thì con của ông đó sẽ lớn hơn ông. Tức là vì rằng nàng ta đã chứng đắc được Sakadagami rồi, ông chỉ mới chứng đắc Sotapanna thôi hả? Rồi nhân tiện như vậy đó, ông mới hỏi rằng cái cảnh giới mà con mình đã tái sanh thì Đức Phật đã xác biết rằng đó là con của ông đã sanh lên cõi mà Tusita, tức là cõi đông xuất, trở thành một vị thiên nữ tên là Subhana Devi. Thì sau đó là Đức Phật mới thuyết lên cái bài kệ này để khẳng định rằng đó là một người khi mà tạo phước như vậy đó thì người đó đó sẽ hoan hỷ, sẽ vui thích, sẽ nở lên cái tâm thiện lành ngay trong cái đời này. Và sau khi bệnh chung như vậy đó, người đó cũng hoan hỷ luôn, tức là được sanh về cái cõi cõi an vui, hay được gọi là Sukhati. Tức là người đó sẽ hoan hỷ trong cả hai đời này. Và hai đời chúng ta phải hiểu rằng tức là những đời trước, những đời kế tiếp còn lại nữa. Rồi bắt đầu người đó hoan hỷ như thế nào? Người đó hoan hỷ rằng đó là ta đã tạo cái công đức trong thời bình sinh. Rồi người đó sẽ khởi lên cái sự hoan hỷ nhiều hơn khi mà biết rằng, khi mà thấy, khi mà tại vì đối với một vị thiên, đối với một vị chư thiên đó, người ta có cái khả năng là nhớ lại cái tiền kiếp, cái kiếp trước mình đã tạo công đức như thế nào được sắp về cõi trời này, tương thích nhỉ. Cho nên khi mà hoan hỷ hơn, khi mà biết rằng đó mình được sắp về cõi lòng. Đó là cái câu chuyện thôi. Bây giờ chúng ta đi vào cái ý nghĩa của bài kệ này. Vì rằng cái bài kệ số 18 về cái vế này đó thì có, nó chỉ nghịch lại cho cái bài kệ số 17 thôi. Còn cái câu trên đó thì nó tương tự như bài kệ số 16. Cho nên nó cũng gần gần giống nhau như vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa của cái bài kệ số 18 này. Tâm thá ở đây tức là ám chỉ cho là câu chuyện. Tức là trong cái trường hợp này, trong cái câu chuyện này, trong cái trường hợp trên, tâm thá ở đây, ở đây. Rồi Ida đi tức là ở đây hả? Phía trên đó thì giải thích sẽ là ý đá tấp tấp tí hả? Tức là dằn vặt ở đời này. Tức là dằn vặt là do cái bản lực, là do cái dằn vặt là do cái gì? Do cái căm má tấp tấp tí, tức là do cái sự dằn vặt về cái hạnh nghiệp mà ở đây. Mà với cái chữ mát tá có nghĩa là chúng ta dùng theo nghĩa tức là chừng mực. Chúng ta dùng các khoảng cách tiếng Việt thì thế nào cho nó thích hợp với chữ bát tá này. Chữ bát tá này chúng ta có thể dùng theo cái nghĩa tức là bao gồm. Chữ bát tá cũng có nghĩa được nghĩa là rất nhiều. Chữ bát tá cũng có nghĩa được dùng với nghĩa là giống như. Rồi nó cũng có nghĩa được như là bởi vì. Dằn vặt là dằn vặt gì? Dằn vặt bởi
cái sự dằn vặt về cái hạnh nghiệp trong 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 đời này, và cũng dằn vặt bởi cái gì, bởi cái bởi vì luôn ha, chúng ta dùng cái là bởi vì, vì cái tâm mở, cái tâm gọi là tâm 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 phải ứng định, hay là tâm sân ha, hay là tâm gọi là tâm khó chịu, yeah, tâm khó chịu. Đó, cho nên đó là tương tự dưới đây chúng ta cũng sẽ thấy là dưới đây không có đề là ý đá nam đá tiếng, mà chỉ đề là ý đá cũng thế. Ở đây ám chỉ cho tức là ý đá này ám chỉ là ý đá lô kê, tức là trong cái kiếp sống này, trong cái cõi giới này. Thì thế giới này nhấn mạnh rõ hơn ý đá lô kê nhỉ. Rồi nam đá tiếng tức là nam đá tiếng gì? Tức là hoan thị với cái sự mà vui thích về cái hạnh nghiệp ở trong cái kiếp sống này. Với cái sự hạnh nghiệp trong kiếp sống này tức là gì? Tức là trong thời bình sinh cả cố cũng làm những công đức thiện sự, phục vụ cho chư tăng, cúng dường chư tăng, thay gia mình đại diện như vậy. Rồi hơn nữa truyền thống gia đình luôn là ai một chính đắc ai cũng làm những công đức hết, cho nên là đời này là hoan hỷ. Rồi bắt đầu bếch gia tí tức là paraloke vipaka nanda nanda nena nanda tí, tức là được gọi đó là sau khi bệnh chung hay được gọi là đời sau, tức là gì? Tức là hoan hỷ với cái việc mà vui thích về cái kết quả, về cái hạnh lành, về cái quả lành mà trong những cái đời sau này. Ám chỉ cho tức là anh chỉ cho tức là cái kết quả của là tám cái tâm mà đại quả đi ha, cho tái sanh về các cõi an vui, hay được gọi là xuất tinh ha, con làm thiện thú bao gồm trời người vân vân. Rồi kế tiếp là tức là kata punyo tức là được gọi là phước được tạo sẵn, hoặc phước được tạo trữ, hoặc như là người đã tạo phước. Nè, trong trường hợp thì chúng ta sẽ thấy rằng nè, về cái cấu trúc á, về trong cái vấn đề mà gọi là trong thơ kể, trong gatha đó, thì người ta có thể người ta đặt được kata punyo được, nhưng mà trong mà văn văn xuôi đó chúng ta phải là punyasakata. Punyasakata kata tức là gì? Đã làm. Kata mà này kata Kata ở đây chúng là người làm ha. Người làm các công đức, người mà đã tạo ra các công đức mà theo nhiều cách khác nhau. Bakara là cách thức, phương cách. Và phương cách như thế nào khác nhau là tức là gì? Tức là một trong 10 cái 10 cái đề tài hoặc 10 cái chủ đề hoặc như 10 cái điều kiện mà khiến tạo ra phước báu. Cái chữ quá thú mà trong cái chữ mà bún nhá kêu chúng ta phải hiểu là đề tài là cái chủ đề, là cái điều kiện để tạo ra cái lý giá, nghĩa là tạo ra cái công đức, tạo ra cái phước báu. Thì đó là tức là cái nhiều cái thể loại như vậy, tức là trong cái bài trước chúng ta đề cập tới là 10 cái loại đó rồi ha. Ví dụ như là bố thí, trì giới, rồi tu tín, cái đó chúng ta chánh văn rồi bắt đầu chúng ta sẽ đề cập, tức là bắt đầu là cung kính phục vụ, rồi hồi hướng phước, rồi tùy hỷ, rồi tính pháp thuyết pháp, rồi quan trọng thứ nhất tức là quan trọng cuối cùng tức là cái mà đi theo chú cá tá ha, tức là cải chính chi kiến, nó làm cho chi kiến được nghiêm thẳng, đã làm chi kiến được nghiêm thẳng nhỉ. Đó thì cái đó là những cái công hạnh, những cái phước báu mà người, tức là cái cô này có đào tạo trong cái thời mà bình sinh ha. Rồi Upajatha thì được gọi là Upajatha, tức là được gọi là ở cả hai nơi, tức là cả hai đời. Ở đây y đá tức là ở đây đó là cô ấy hoan hỷ. Ở đây cô ấy hoan hỷ ha. Cô ấy hoan hỷ như thế nào? Cô ấy hoan hỷ rằng đang đa tí ý tí. Các tăng bê của sa lăng tức là điều thiện, điều lành. Phía trên thì chúng ta xài cái từ gì? Phía trên đó thì chúng ta Upajatha ở đây thì chúng ta không có mà chúng ta chỉ là ý nào của thằng Pakke đó ha. Nhưng mà phía trên nữa đó. Này, ví dụ như a cát tăng quá tham bê ba băng rồi cát tăng bê cái là gia năng, cái là gia năng cũng là cái điều tốt, anh chị cho là điều thiện nha. Thỉnh thoảng đó chúng ta sử dụng cái từ mà gọi là bôn nhân, thỉnh thoảng chúng ta dùng cái từ mà cú sa lăng, thỉnh thoảng chúng ta dùng cái từ cái là gia năng, cho nên rất là nhiều từ mà nó đều đồng nghĩa với nhau ha. Thì trong cái bài kệ số 18 này đó thì sẽ sử dụng cái từ gọi là cú sa lăng và ba băng.
tức là cái gì, cái điều thiện, cái điều tốt lành này đã được làm, đây là quá khứ phân tử, được sử dụng chính từ, tức là đã được làm bởi bởi tôi, tức là tôi đã làm điều lành, cũng như là tôi không làm điều ác, tức là người đó hoan hỷ ngay trong cái kiếp hiện tại này. Trong cái thời bình sinh cũng như là trước mà bệnh chung, cô ấy hoan hỷ như vậy. Rồi bắt đầu Paratha Vipankam Anupavanto Nandati Paratha Bá Bá Rá Di Ất Tha, mà ghép chung như vậy đó có nghĩa là đời sau, ở đời sau ha, ở cõi giới khác. Thì Nam đã tiến tới là vui thích. Vui thích cái gì? Khi mà đang có được, khi đạt được Anupapanto có nghĩa là hiện tại phân từ vẫn từ Anupapati có nghĩa là đạt được cái kết quả lành ở cái đời sau, tức là vị đó thấy được rằng cái kết quả lành mà được sanh về cái cõi thiên giới, cõi Tu-si-ta này, cho nên vị thiên nhân này, vị thiên nữ này cũng biết được rằng nó tức là hoan hỷ khi mà mình được như vậy. Rồi Bunyan-be tức là phước của tôi, trong cái câu mà gọi là Bunyan-be cái tăng, tức là phước mà đã được làm bởi tôi hoặc tôi đã làm phước, thì ở đây tức là ý đáp Nam Nam Đăng Tô Bá Đát Bụt Nhân Bê Cá Tăng Tiết Sô Mạng Đá Sát Bắc Tê Nê Quát Căm Mát Nam Đá Năng U Ba Đà Giác Nam Đá Tiết. Được gọi đó là phước báu của tôi, tức là ở đây khi mà đang Nam Đăng Tô, tức là hiện tại phương tự ha, nhưng mà lại nữa hoặc còn nữa, lại nữa, Bá Đát là lại nữa còn ha, lại nữa còn, khi mà đang hoan hỷ, đang vui mừng ở đây. Vui mừng như thế nào? Vui mừng đó là Bụt Nhân Bê Cá Tăng Tế, tức là ta làm phước báo, ta tạo công đức, thì giống như chuyện là Cá Tăng Bê Cú Sa Lăng, thì đây là Bụt Nhân Bê Cá Tăng cũng như vậy luôn ha. Rồi người đó khi mà đang hoan hỷ như vậy rồi đó, người đó mới lại càng vui thích hơn, vì Upa Đa Giá có nghĩa là vì, hoặc như là chúng ta dùng theo nghĩa là vì, tùy theo liên quan nha. Vì cái gì? Vì cái sự mà hoan hỷ vui thích về cái hạnh nghiệp mà có liên quan mà làm khởi sanh ha, theo nghĩa tức là khởi sanh cái trạng thái mà gọi là hỷ tâm. Upa Đa Giá ở đây tức là vì liên quan. Rồi kế tiếp nữa tức là bí vô tiếp. Bí vô có nghĩa là hơn, trong các bài kể trên chúng ta có nói về bí vô chưa, chúng ta có nói là bí vô đấy không, bí vô tapati lúc các kinh ngã tô ati paruse na tapa tapaniwa ati bí giá tapati tí, tức là dằn vặt hơn bởi cái gì, bởi vì cái sự mà gọi là dày vò cùng cực cho cái tự mở bí vô, tức là hơn hơn theo cái điều ác thì bí vô như vậy, nhưng mà còn điều lành tức là bí vô thì được gọi là bí vô, tức là hơn hơn nữa, có nghĩa là quý ba các đàn đàn đề đó bán ra xuất tinh gato sát ta bệnh nhà giá nhà sát ta bệnh nhà giá rồi quát sát cô đi vô rồi sát thi quát sát sát ta sát xa ni đi bát sát sầm bát tinh adu pa văn tổ tu sĩ ta bù rè ati vi giá nàn đà tinh tinh. Được gọi đó là hơn ở đây theo nghĩa tức là lại nữa ha, có nghĩa là khi mà đạt đến cái mà khi mà sanh về thì Gato có nghĩa là từ cái động từ cái chất ý có nghĩa là đã đến đã thì trên mình dùng nó nói là đã đi đã sanh về cõi lành. Còn nếu mà đúc cái tí thì chúng ta là đọa, chúng ta sẽ được đọa 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 vào cõi khổ, tức là khi mà sanh về cõi lành ha, với cái sự nhờ vào cái việc mà hoan hỷ, hoặc như với cái sự mà hoan hỷ về cái quả lành đấy, thì người đó Anupavanto, thì người đó có được cái gì? Đó có được cái sự thành tựu mở thiên giới Niết Bàn, đây chính là thuộc về chư thiên ha, và Sampatti nghĩa là thành tựu, sự thành tựu hay như sự đạt được, tức là
khi mà sanh về cõi lành nhờ vào cái việc mà hoan hỷ về cái kết quả đó kèm theo nữa, tức là có được cái sự thành tựu về thiên giới. Thiên giới ở đây sẽ như thế nào? Sẽ là Sattapanya sa quát sắc cô tí vô Sattapanya sa, Sattapanya là 7 hả? Panya sa tức là 50, 57. Quát sắc đây tức là 5 hả? 5 có nghĩa là mùa mưa luôn nhỉ? Có nghĩa là hạ ha? Hạ thì giống như bài trước thì tôi đề cập là hạ hoặc như là mùa mưa. Rồi còn cô tí vô có nghĩa là cô tí vô có nghĩa là 10 triệu ha? Cô tí vô có nghĩa là 10 triệu. Như vậy đó là sắp táo là 7. Như vậy số và số số đơn vị chúng ta sẽ để trước ha, bắt đầu số chục sẽ để sau, đó là 57 đúng không? Rồi chúng ta cộng thêm nữa tức là cô tí vô tức là 10 triệu, cộng với 10 triệu nữa tức là nhân với là 10 triệu nữa tức là nhân với 10 triệu, nhân với 10 triệu sẽ bằng là 570 triệu đúng không? Kế tiếp nữa tức là sát thí quát sát 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 thí có nghĩa là gì? Sát thí có nghĩa là 60, sát thí có nghĩa là 60 sẽ nhân với cái gì? Sát 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 tức là 100.000, nó sẽ là 6 triệu. Như vậy mà như vậy khi mà cộng cái 6 triệu này vô thành số lẻ cộng vào thì nhớ là sẽ là 576 triệu. 576 triệu. 576 triệu năm ha. Mà tính ở cái cõi mà Tú Xí Tá đó ha. Thời gian này là năm theo là năm của cõi Tú Xí Tá tức là cõi mà cô ấy sanh về cho nó. Ở cõi trời cho nó. Cho nên mới được gọi là Tú Xí Tá Bu Rê Rê. Bu rê đây hả? Tú Xí Tá ở đây rất là khỏi khỏi đông xuất hơn, còn bú rá rồi đây là trong cái gì, trong các nơi mà bú rá có nghĩa là thành phố nè, bú rá là cũng nghĩa là nơi cư trú. Thì như vậy là ở trong cái cõi mà đông xuất như vậy thì với cái tuổi thọ là 576 triệu năm của ở cõi Tu Si Tá này, Atimiyat tức là Ati là vượt hơn hơn hoặc vượt vượt trội hơn, năm cái gì tức là hoan hỷ hơn khi ở trong cái cõi mần này, khi mà biết rằng đó là mình được sanh về cái cõi lành nhờ vào cái kết quả, nhờ vào cái kết quả lành, cũng như là mình đạt được cái gì, đạt được cái sự thành tựu về thiên giới, tức là gồm đó là tuổi thọ được sống lâu nè, rồi bắt đầu là sẽ có hào quang, sẽ có dung sắc, có đền đài lâu đài vân vân, có cung điện vân vân. Thì như vậy đó, người ấy khi mà thấy được như vậy sẽ còn hoan hỷ hơn, tức là hoan hỷ về không những đó là hoan hỷ về cái điều kiện, cái kết quả mà cho chỗ sanh được sanh về cái cõi thiên giới, tức là đây là kết quả của những cái hạnh lành, mà hạnh lành đó là do đâu, là do vị ấy làm nhiều cái hình thức gọi là phước báu, nanda pakarasa punya sakata, làm nhiều cái hình thức gọi là phước báu cho nên nó mới cho ra cái quả lành này, nanda đó biết ba căn rồi, biết ba căn nanda đó rồi mới hoan hỷ kết quả này. Tất cả chỉ nó cho quả dĩ thuật được tái sanh về cõi thiên giới, trong một trong tám tám đại quả. Cho nên hơn ở đây tức là cái gì, người ta thấy rõ được cái kết quả mà được sanh về đây, và cũng như là thấy được là mình đạt được những cái thành tựu mà của một vị thiên nhân có được, ví dụ như tuổi thọ là thù thắng hết mình tới 576 triệu năm cái bộ mà tôi xin tháng. Đó là ý nghĩa của cái phần mà chú dạy cho cái bài kệ số 18 này. Dạ, thưa sư, sư nhắn sư đăng lại và gửi cái link trực tiếp qua bên lớp lớp cái pháp cú này, quý vị ở nhà hỏi đường link mà không vô được.
xuân hoa kỳ tức là cái đường link qua bên cái lớp mà đang có cái đá là cho một số học viên ở nhà đó thôi thôi. Rồi như vậy là cái bài kệ số 18 này cũng không có gì gọi là khó ha. Và cái câu chuyện như vậy trong phần chú giải này cũng không có gì là khó cả. Tương đồng giống như là bài kệ số 16 cũng như là nghịch lại đối với bài kệ số 17 thôi. Rồi như vậy chúng ta qua cái bài kệ số 19 và 20 chưa? Chúng ta còn phải nghĩa đấy chứ. Như vậy chúng ta biên cái phần nghĩa này, số 18 này. Cái phần văn xuôi ha. Cái phần văn xuôi cho bài kệ số 18 đó chúng ta sẽ là người mà đã tạo công đức. Hồi nãy đó chúng ta coi cái chữ mà tên là kata puja ở đây tức là gì? Tức là người đây, người tạo tác. Kata tức là người tạo ra những công đức đó. Thì như vậy là người mà đã tạo công đức thì vui sướng ở đây, bỏ mặt đời này. Người mà đã tạo công đức thì vui sướng ở đây, đời này. Rồi. Phải vui sướng sau khi chết, bỏ mặc đời sau. Phải và vui sướng ở cả hai nơi, bỏ mặc đời. Anh chị như cả ta buồn nhiều cũng có nhân thật năng đã biết. Và vui sướng ở cả hai nơi mở mặt đời. Chấm. Người ấy vui sướng rằng, tức là người mà đã tạo công đức hả? Các thông bôn nhô này. Mở mặt nháy hả? Ta đã tạo phước. Chúng ta dịch xuôi đó là ta đã tạo phước, hay là phước đã được tạo bởi ta. Ta đã tạo phước. Rồi phải. Và càng vui sướng hơn khi được sanh về lạc cảnh hoặc là thiện thú. Cái chữ là xuất các em thì chúng ta dùng lạc cảnh hoặc là thiện thú đều được nhỉ. Rồi về phần kể ngôn thì chúng ta biên luôn. Tương tự như cái bài kệ số 16 thì chúng ta là dùng cái từ mà tạo phước vui đời này, thì ở đây chúng ta sẽ là tạo phước. Tại vì cái từ mà Nam đã tiếng nghĩa là vui thích, theo kiểu là cảm nghiệm, hay người dùng cái từ là sung sướng. Nó là hỷ lạc mà từ khi mà thấy được rằng kết quả của mình. Phía trên số 18 đó, chúng ta dùng cái từ gọi là mô đã tiếng, chúng ta đã dùng là vui thích hoan hỷ rồi, tức là vui đời này. Nhưng mà qua tới bài kệ số 18 tức là vì nó càng sung sướng hơn nữa. Cho nên đó, chúng ta dùng cái từ sướng là được. Tạo phước, sướng đời này. Sướng thì chúng ta dùng cái nghĩa là vui sướng ha. Vui thích và vui sướng. Vui thích và vui sướng, hân hoan, hoan hỷ. Tại vì chữ vui, bài kệ số 16 chúng ta đã lập rồi. Chúng ta đã sử dụng rồi. Vì rằng trong một câu 5 chữ đó chúng ta
chỉ lấy một một nghĩa một từ thôi, mà đa phần chúng ta dùng theo gọi là từ từ hai từ đó, có đôi khi là một từ Hán rồi một từ Trung Việt, có đôi khi là một từ lấy thôi. Cho nên chúng ta dùng cái từ 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 sướng được nhỉ. Để cái tiếp nữa là đời sau và cả hai. Phía dưới là tức là sướng rằng ta ta tạo phước. Xanh là cảnh phải sướng hơn. Thật sự sư không có suy nghĩ rồi, cũng cũng đắn đo khi mà chọn cái từ này nhở. Cái bên trong này cũng dùng từ sướng này nhở, nhưng mà cũng đắn đo mình định đó là nó mang nghĩa có là nó hơi mang tới cách hưởng thụ, nhưng mà chúng ta theo nghĩa tức là vui sướng chứ không phải là theo kiểu mà sướng theo kiểu là. Và ví dụ như khi mà mình hoan hỷ, khi mình được về cái, khi mình thấy được rằng cái kết quả lành và được sanh về cái cõi thiên giới này này, khi mình thấy được cái kết quả lành này, được khi mà được sanh về thiên giới là hơn nữa đó, mình thấy rằng là mình đã đạt được những cái thành tựu mà về thiên giới, ví dụ như là tuổi thọ nè, du sắc là thù thanh nè, thì như vậy là có cái sự an lạc, có cái sự vui sướng cho cả cái mà sắc thân cũng như là tâm lý của họ. Cho nên nghĩ riết là thôi chắc cũng xài từ này thôi. Nếu mà xài tiếng Hán đó thì cái bài kệ số 16 chúng ta là chúng ta đã là tạo phước vui đời này rồi, bây giờ nó tạo phước hỷ đời này, thì họ bảo ra là hai cái bài đó thì nó cũng y chang nhau, vui với hỷ là giống nhau vậy. Nó chỉ là hai cách dùng từ là Hán và Trung Việt thôi nhỉ. Chúng ta dùng từ lạc vẫn được theo nghĩa gọi là cảm nghiệm lạc, khi mà thấy được cái kết quả lành cũng như là cái đời sống sự an lạc, chúng ta được chữ lạc cũng được. Như vậy chúng ta tạo phước sướng mà chúng ta gặp theo cái chữ chéo là chúng ta được chữ lạc nữa, ai trên chữ lạc cũng được. Tạo phước vui đời này, tạo phước lạc đời này, đời sau và cả hai lạc rằng. Lạc rằng tụi nó lạc đường chứ hả? Từ sướng rằng, vui sướng rằng mà lạc rằng. Rồi sau này có cái chữ lạc cảnh ở dưới. Tại vì chính từ vui sướng mình dùng theo nghĩa động từ, còn mình lạc theo nghĩa danh từ. Chúng ta phải thêm một cái tính từ phía trước nữa, được lạc hoặc như có lạc. Dạ đúng rồi, lạc cũng tính từ, nhưng mà nó không được sử dụng như động từ. Dạ nhưng mà nó không thường sử dụng từ, nó vừa là danh từ mà vừa là tính từ. Không thực sự xài cái từ tính như vậy. Tại vì mình đang sử dụng là động từ đấy cô mấy mấy. Các vị chờ xíu xíu. Thank you.
nó cũng đang nghĩa là được bị ha. Lạc cáo bất thị, nó là bị lỗi lầm. Nó nghĩa là được bị này thì chỉ lạc này thì ít được sử dụng. Động từ cũng thuộc về ràng buộc. Sướng đi ha. Dạ. Chúng ta dùng chữ sướng đi. Lạc phía trên đó thì đọc nó còn được, nhưng mà lạc mà phía là lạc rằng đó là thì bắt đầu nó có vấn đề rồi đó. Dạ. Rồi. Vậy chúng ta qua cái chúng ta qua bài kệ số bây giờ chúng ta đọc cái bài kệ số 18 này chứ ha. Dạ. Ý đa nan đa ti bê cha nan đa ti. Kata bunyo upayatha nandati. Kata bunyo upayatha nandati. Bunyan be kata pi nandati. Bunyan be kata pi nandati. Biyo nandati sugatin gato. Biyo nandati sugatin gato. Rồi, vậy chúng ta qua các bài kệ số 19 và 20. Nói về tức là đuê sahayaka bhikkhu vatthu. Đuê tức nghĩa là hai ha. Sa hai nhân cá tức là sa hai nhớ là cùng với, mà sa hai nhân cá tức là hai người mà cùng hai người bạn, trong nghĩa tức là bạn cũ ha. Sa hai nhớ tức là cùng với, mà đây sa hai nhân cá tức là hai người mà cùng với nhau tức là bạn cũ. Bạn hữu bí khố tức là em chỉ cho hai vị tỳ khố là bạn với nhau ha. Đuôi ở đây tức là từ cái chữ mà tính từ nghĩa là đuý nhờ, đuý quá thú tức là kể về các câu chuyện của hai cái vị tỳ khố này là bạn với nhau. Thì trong cái bài kể số 19 sẽ là bác hung biết chê sang hi tắc ba sa ba đô nát tắc ca rô hồ tị na rô pa bát tô gô bô quá gà vô gà đa dân pa rê sang na bawa pagawa sabanya sahoti. Rồi bài kệ số 20 là abam biche sanghita basavano damasa hoti anuk damacari ragenja dosanja pahaya mohan sambapanya do sumiputa cito anubali anubaliya do ida wa urangwa sa ba ga wa sa ba nhất sa hồ đi. Rồi, trước tiên chúng ta đi vô cái phần nghĩa của cái bài kệ số 19 hả? Rồi phần nghĩa của số 19 đó là bác hung hê, bác hung bí ở đây đó, tức là bác hú, bác hung cộng nhé, với lại bí hả, a bí hả, bí hoặc a bí có hai hình thức đó. Mà bác hung có nghĩa là tính từ, có nghĩa là nhiều, nhiều, nhiều lắm. Rồi a bí á, có nghĩa là cũng, ngoài ra, tuy vậy nhưng nó có rất là nhiều nghĩa hơn. Còn nghĩa chê, cái hình thức chữ chê này là trong các bài kể đầu tiên chúng ta đã có đề cập rồi ha. Chê hoặc như sát chê, nghĩa mà chê thì chỉ đặt ở trong câu chứ không được đầu câu ha. Anh chị chê là dùng chê cái vấn đề điều kiện ha, là nếu. Rồi bắt đầu sa hi tá hoặc như là sang hi tá, chúng ta có hai hình thức ha. Sa hi tá hoặc như là sang hi tá. Sa hí tá hoặc như là san hí tá đều là quá khứ phân từ của từ san đa hát tí, có nghĩa là hợp nhất, hợp nhất. Rồi nó còn có nghĩa tức là kinh điển nữa, hoặc như là phật ngôn. Trong trường hợp này sẽ sử dụng tức là kinh điển hoặc là phật ngôn nha. Ví dụ như cái tâm là sa hí tá chí tăng, tức là cái tâm định tĩnh, cái tâm nó gom nhất, nó chuyên chú, nó hợp lại. Rồi kế tiếp nữa tức là ba sa ba lô, tức là từ cái động từ mà hiện tại phương từ của động từ mà ba sa tí ha. Bài kể đầu tiên chúng ta đã học rồi, ba sa tí qua caro tí qua tức là nói. Rồi né tức là phương từ cố định là không. Tắc caro tức là tá và cara ha. Tá có nghĩa là cái ấy, mà cara có nghĩa là tính từ ha, có nghĩa là làm tạo tác. Tắc caro hồ tí sẽ là tính từ sẽ đi chung với động từ là hồ tí, ở đây có hồ tí nha.
Naro tức là người, bài kể phía trên chúng ta đã có rồi. Bamato tức là, Bamata tức là quá khứ phân từ của từ Bamachati, có nghĩa là cẩu thả, lơ đỉnh, phóng dật, phóng túng, theo nghĩa đó hả, Bamata. Rồi gobo quá tức là gô bá cá hả, gô bá và gô bá cá, đây là hai hình thức hả, gô bá và gô bá cá đều là danh từ, đều là danh từ là nam tính, nghĩa là người chăn bò nha, người chăn bò, người chăn bò cộng với lại quá hoặc như ý quá là giống như ha. Rồi cái tiếp nữa là gá ná dâm, gá ná giá hoặc như gá ná dâm nha, gá ná giá tức là gá ná dâm, dâm táo đó, dâm táo hả, theo nghĩa tức là vừa tính từ hoặc như vừa là hiện tại phân từ của từ gá nê tí, có nghĩa là đếm hoặc như là đang đếm, tính từ có nghĩa là đếm, nếu là hiện tại phân từ chúng ta dùng là đang đếm, đuôi này là đuôi của hiện tại phân từ nha, ăn tám ba đó, chúng ta có hai đuôi mà giờ cho mở hiện tại phân từ ăn tám và ba đó, giống như là ba sáu ba đô đó, giống như là ba sáu ba đô ha, ba sáu ba đô là gì, đang nói rồi. Ba gá qua tức là từ cái tính từ là ba gá quan nha, ba gá qua tức là ba gá quan tức là khác gì là ba gá quan nha, nó khác gì là ba gá quan nha, ba gá quan đó là bậc tôn, bậc bậc trưởng lão, bậc tôn đức hay được gọi là đức thế tôn đó, còn đây là ba gá quan nha, có chừng dòng đó nha, ba gá quan là tính từ nha, có nghĩa là ba gá quan là tính từ nha, có nghĩa là được chia phần hoặc như là có phần, né là phần từ phủ định là không nha, còn sa man nhát sát tức là samanya tức là danh từ trung tính, có nghĩa là tánh hạnh hoặc như là trạng thái của sammo, vậy trước mình chúng ta đã đề cập đến rồi, samanya, samanya danh từ trung tính hả, tánh hạnh hoặc là trạng thái của sammo. Rồi bây giờ chúng ta ba sáu ba mô tức là hiện tại phân từ được sử dụng như, được sử dụng như tính từ, có nghĩa là người mà nói khi mà đang dù rằng hoặc như là if ha, chia là nếu ha, nếu mà dù nếu nói Phật ngôn, sáng ý tá đây là Phật ngôn nha, dù nói nhiều Phật ngôn nhưng mà không gì caro, cái người mà dù nói nhiều Phật ngôn nhưng mà người đó lại đá Akaro, không có làm điều ấy, không có thực hành những cái điều mà Phật ngôn đã trình bày, đã chỉ dạy như vậy, đó là lời giáo huấn của Đức Phật, không có hành theo, tức là nghĩa không hành theo. Hồ tí đá Akaro hồ tí, rồi bắt đầu là Naro Babato. Naro tức là người, hay chúng ta trường hợp chúng ta ra đây là người nè, người nè, người mà dù đang nói nhiều Phật ngôn nhưng mà lại không hành cái điều ấy, thì cái ngược rồi cái người ấy nó còn theo cái tính từ bổ nghĩa đó là người ấy là babato tức là phóng dật hoặc lơ đễnh hoặc phóng túng, thì người ấy đấy nó sẽ là như thế nào, ná bagawa hồ tí, thì người ấy sẽ không đạt được ná hồ tí, tức là không có được cái phần, tức là có được cái tánh hạnh mà của vị sa môn, không đạt được cái tánh hạnh, cái đức lành của vị sa môn, cũng giống như là ý quá, giống như cái người chăn bò, cô bá hoặc cô bá cá, giống như người chăn bò. Mà người chăn bò là như thế nào? Người chăn bò ấy đó là đang đếm cái con bò,
Gabo tức là những con bò nha, đây là chủng cách số nhiều Gabo. Mà của ai? Của Bara, Bara là người khác, tính tự nghĩa là cái khác. Nhưng trong trường hợp này chúng ta dùng cái nghĩa danh tự nghĩa là của người khác. Esan, Ayasa, Ayasa Esan hả? Chitawa Esan hả? Là của những người khác. Như vậy tức là người đó mà khi mà đang nói Phật ngôn, nói nhiều Phật ngôn nhưng mà không có hành, rồi phóng dật lơ đễnh như vậy thì không thể nào mà có được cái phần thuộc về tánh hạnh của vị sa môn, cũng giống như người chăn bò, cũng giống như người mà đếm những con bò của người khác như vậy. Rồi tương tự cái bài cái câu kệ số này, câu kệ số 20. Câu kệ số 20 thì chúng ta đi nghĩa luôn ha. Thì hãy về đi chung nhau. Ấp bát, ấp bát bí tức là ấp bát hả? Ấp bằng như là a bí, cũng tương tự như bá hút bí. Thì bá hú thì ấp bá ở đây tức là tính từ ấp bá hoặc ấp bá cá nha. Tính từ chúng ta sẽ có hai hình thức là ấp bá hoặc như là ấp bá cá. Có nghĩa là ít, tính từ nghĩa là ít, ít ỏi, nhỏ nhoi. Sang hi tá cũng tương tự như phía trên luôn nha. Sang hi tá rồi ba sa ma đô tức là dù là người ấy nói ít kinh điển, nói ít Phật ngôn. Rồi bắt đầu là hô tí đâm bá tức là nhưng mà lại có pháp Anuddhamacari. Anuddhamacari tức là tính từ, tức là danh từ của cái động từ mà gọi là không tính từ chứ. Tính từ Anuddhamma và cộng với charin nha. Anuddhamma cộng charin. Anuddhamma có nghĩa là phù hợp hoặc y theo pháp. Phù hợp theo pháp hay phù hợp theo sự thật. Hoặc như y theo pháp, y theo sự thật, y theo cốt lõi. Còn charin đó tức là tính từ có nghĩa là sống, thực hành. Charin có nghĩa là charin nha. Cái đuôi từ là in nha, tính từ sở hữu. Đó là người mà đang thực hành, người đang sống, người đang cảm nghiệm đấy nè. Người đang cảm nghiệm gì? Người đang cảm nghiệm, người đang sống mà theo cái gì? Theo cái pháp chân thật, hoặc như là theo chánh pháp. Như vậy là Anuddhammacari Dhammasa Hoti tức là có cái gì? Tức là người ấy hả? Ở trong trường hợp phía trên chúng ta có Naro, mà dưới đây không có Naro, em chỉ là người mà nói nhiều ha. Rồi người ấy gì? Có. Hoặc như là cái người mà gọi là sống y cứng theo thuận theo pháp. Và kế tiếp này chúng ta sẽ là Rangya Dosanya Bahaya Mohan. Bahaya tức là sau khi đoạn tận, sau khi diệt trừ. Bất biến quá khứ bình thường cũng từ ba giá tí. Sau khi từ bỏ, sau khi dứt trừ. Dứt trừ cái gì? Raga tức là ái, đô sát nghĩa là sân. Mô hát nghĩa là si. Như vậy sau khi dứt trừ tham sân si, rồi bắt đầu mới là sâm bắp bát cha nô. Sâm bắp bát cha nô. Sâm bắp bát cha nô tức là sâm bát cộng với bát cha nô. Bát cha nát hả? Sâm bá cộng như bát cha đó. Sâm bá có nghĩa là chân chánh là đúng ha. Bát cha ná hoặc như bát cha ná na. Chúng ta có hai hình thức bát cha. Bát cha ná hoặc là bát cha ná na. Bát cha ná na có nghĩa là sự hiểu biết, sự hiểu rõ, sự sáng suốt hoặc như là trí tuệ. Như vậy Sambhapachano tức là có cái trí tuệ chân chánh, có trí tuệ đúng đắn. Số vi bút tá chí tô tức là số, tức là tốt đẹp hơn, tiền tố cộng với vi bút tá. Vi bút tá là quá khứ của từ ngữ vi bút chá tí, có nghĩa là được giải thoát, được thoát khỏi. Chí tô này là tâm mà được khéo thoát khỏi. Và kế tiếp nữa là Anubhaviyano. Anubhaviyano tức là ná cộng với Upadhyano nha. Ná cộng với Upadhyana. Upadhyana tức là hiện tại phân từ của từ Upadhyati, có nghĩa là đang chấp thủ. Thì như vậy tức là không, đang chấp thủ, đang biến luyến, đang bám biếu. Như vậy mà ná như vậy là không đang chấp thủ.
đang không chấp thuận hoặc đang không bám phiếu hả? Rồi ý đá nghĩa là ở đây, qua là hoặc. Hú răng có nghĩa là ở đời khác, đời sau nha, đều là trạng từ cả, giống như ý đá. Xá ở đây tức là xô và xá tức là người ấy. Ba cái qua tức là có được. Xá ba cái qua hồn tí tức là người ấy có được cái gì? Có được cái tấm hạnh, có cái tính chất và cái phẩm vị của một vị sa môn. Như vậy chúng ta dịch nó sẽ là dù cho dù mà nếu mà đang nói ít kinh điển, nói ít Phật ngôn thôi, nói chút ít Phật ngôn thôi, nhưng mà lại là người đó là sống theo thực hành theo lời dạy của chính của giáo pháp, rồi người đó sẽ làm gì nữa? Người ấy sẽ đoạn tận. Ở đây động từ sao nào thì sao nào? Người ấy sau khi mà đoạn tận gì? Tham, sân, si. Và người ấy như thế nào? Người ấy là ở đây chia Bacchano là chia cùng cách với lại mà cái là Basamano à. Là người đó có trí tuệ, có người ấy có trí tuệ chánh đáng không? Chân chánh. Rồi người ấy có cái gì? Người ấy có tâm được khéo dạy thoát, có tâm được khéo dạy thoát. Khi khéo dạy thoát thì bắt đầu là người ấy không có gì, không có đang chấp thủ, không còn quyến luyến đời này cũng như là đời khác nữa. Cho nên người ấy mới xứng đáng, mới đạt được cái phần mới có được, mới có được cái tánh hạnh của một vị sa môn. Tôi anh chị cho là theo bốn cái hạng mà sa môn và Đức Phật đã đề cập, tức là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn, chỉ có giáo pháp của Đức Phật Như Lai giống như Đức Phật trong Đức Phật chân là chánh giác mà thôi. Thì qua hai cái bài kệ này, tức là giống như cái tựa đề chúng ta sẽ thấy là đuê sa ha dắt các ít khu quá thú, tức là đề cập đến hai cái vị tỳ khu bạn. Bài kệ này cũng được thuyết ra tại chia tay quá đáng, tức là đề cập đến hai cái người mà tỳ khu mà trước đây đó là hai người tỳ khu rất là thân, xuất gia cùng với nhau. Một vị đó thì cũng đều là bạn với nhau nhưng mà tuổi có thể là chênh lệch. Rồi khi mà hai vị đã xuất gia rồi, sống với thầy trong vòng 5 năm rồi bắt đầu mới đi đến mấy bậc trình đến Đức Phật là xin cái đề mục tu tập. Thì đối với cái vị mà gọi là tuổi đã lớn rồi, cho nên nó là thấy rằng năng lực cũng đã lớn rồi, cho nên mình không có thể bật kham nổi cái vấn đề đó. Cho nên trong cái bài kệ này Đức Phật nói là đối với Phật sự của một vị xuất gia như vậy có hai cái Phật sự: một là Gan Tháp Đú Rác, hai là Vipassana Đú Rác. Gan Tháp và Vipassana hả? Gan Tháp. Đúng rồi đó. Và Vipassana. Đúng rồi đó. Chữ đúng rồi có nghĩa là gánh nặng. Theo nghĩa đen thì gánh nặng, nhưng mà có nghĩa là trọng trách, trách nhiệm nha. Đúng rồi đó, trách nhiệm. Trách nhiệm. Cái phận sự. Phận sự gánh thác rồi thì gánh thác có nghĩa là pháp học Pariyatti. Bằng như là Pariyatti nha. Pariyatti. Còn một Vipassana bằng với là Patipatti. Patipatti. Cho nên khi mà đi đến mà bạch trình với Đức Phật như vậy đó, thì Đức Phật trình bày như vậy đó, thì cái vị mà thấy rằng đó là mình cũng đã lớn tuổi rồi, cho nên mình không có còn đủ sức khỏe và đã kham nổi cái phần gọi là pháp học Pariyatti, là bao gồm là tâm tạng của mình là chú giải nha, tức là nằm lòng am hiểu tương tận về Pariyatti. Đó, cho nên là vị đấy thấy rằng mình không thể kham ở cái phần mà Gan Tháp Đu Rá này, cho nên vị đã xin cái đề mục mà tu tập về Vipassana Đu Rá này.
cho nên Đức Phật mới dạy cho cái đề mục tu tập như vậy. Còn riêng cái vị kia đó, vị kia thấy mình rằng mình có khả năng, trí mình còn vẫn vẫn tiệt, mình còn gọi là nhanh nhạy, rồi hơn nữa mình có cái sở thích, tức là ham tìm hiểu học hỏi, muốn nằm lòng tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đó. Cho nên đó là mới thọ nhận cái phận sự, tức là gánh lu ra, tức là về cái pháp học này. Thì cái vị mà gọi là chấp nhận cái đề mục mà tu tập mà gọi là về Vipassana lu ra này đó, thì vị đó nhận lấy cái đề mục từ Đức Phật, Vipassana Kamatha đó, tức là cái đề mục tu tập nghiệp xứ về Vipassana kìa. Thì sau khi thọ nhận rồi, vị đó đi vào rừng rồi bắt đầu tu tập, thì không bao lâu vị đó chứng được quả vị mà thánh A-la-hán vậy. Nhưng mà về kinh điển thì là xuất gia rồi đó, thì cho nên vị nó không có mà học chuyên tâm, rồi bắt đầu cũng không có phải là phải mày mò giống như là cái vị đầu ở vị thứ hai kìa, là về vấn đề gọi là bản giác ý, tức là trong tam tạng phải lão thông, phải rành rẽ, phải ở đâu đề cập Đức Phật dạy cái này, phải ở đâu trong bài kinh nào, trong phần nào, vân vân. Thì vị đó chỉ áp dụng vào, nhưng mà mình nhớ rằng cái trường hợp của cái vị của Vipassana lúa rá này, tức là vị đó là căn cơ vị nó đã đầy đủ, tức duyên vị nó đã đầy đủ, vì nó đã là một bậc tam nhân rồi nha. Các pháp hạnh ba la mật vị nó đã viên tròn rồi, minh và hạnh vị nó cũng đã viên tròn rồi, các chướng ngại mà khiến cho vị nó không thể chứng đắc đạo quả a la hán ngay trong cái hiện tại này nó không có vậy, cho nên khiến vị đó không cần phải học theo cái kiểu mà nó thuộc lòng kinh điển, nằm lòng nó nằm ở đâu, mà vị đó chỉ áp dụng trực tiếp vào. Và hơn nữa, cái đề mục mở thiền quán này vị nó đã từng tu tập nhiều đời nhiều kiếp rồi, cho nên đây là cái kiếp chót của vị này. Cho nên khi mà Đức Phật trình bày cái đề mục tương thích như vậy, là không bao lâu vị đó chứng đắc quả vị a la hán. Chúng ta đừng có nhầm rằng thì những cái vị gọi là đối với những chúng sanh mà chúng ta không thể biết rằng cái căn tánh của họ tu cái tập cái đề mục này có đúng hay không, và cái kỹ thuật như vậy là có hợp với lại pháp và luật của Đức Phật hay không. Vì rằng ngày xưa đó có Đức Phật ngài mới biết được căn tánh của chúng sanh, còn bây giờ không ai biết được căn tánh của mỗi người cả, của chúng sanh cả. Cho nên nó chỉ mình đó là mình dùng theo mình phỏng đoán, hoặc như mình dựa vào những cái gì mà nó vượt trội, nó những cái đặc tính ví dụ như trí tuệ nặng, sự cái tính cách mà phân tích chia sẻ nó mạnh, hoặc như là người mà có tài kiến có tham nhiều thì phải tu cái gì tương tự như vậy, thì như vậy chúng ta sẽ chọn cái đề mục là tương thích. Còn riêng mà vào cái trường hợp của vị này nè, là do hội đủ nhiều cái yếu tố khiến cho có thể đạt được quả vị a la hán ngay trong cái hiện tại này nè, cho nên đó là vị này mới có thể mà giải thoát được. Chúng ta đừng có nhầm rằng là ai không vào đó mà không có tu, không biết cái gì hết, gọi là không biết chi về gọi là giới định tuệ, không biết chi là cái việc cái đạo lộ mà hướng đến sự giải thoát tu tập đó, bắt đầu mình ngồi đó là bắt đầu mình chỉ hành thiền thôi mà có thể mình đạt đến cái sự giải thoát này. Mà nó phải hội đủ nhiều cái yếu tố, tức là mình phải đời trước có từng tu tập cái đề mục này không, đã thuần thục đến cái mức mà bây giờ chỉ còn giống như cái lá mà nó đã vàng úa rồi, tại vì cơn gió nhẹ hoặc như một cái sự lay động nhẹ thôi mà sẽ rụng cái lá đó. Tương tự như một vị đó đã gần như đã viên tròn rồi, ba la mật đã viên tròn, đề mục tu này đã thuần thục rồi, vị thầy hướng dẫn cho mình đúng với cái đề mục mà mình đã tu trong đời quá khứ rồi, mình tục sinh là một người tam nhân có đầy đủ các tốt duyên mà để trở thành một bậc a la hán, rồi minh và hạnh của mình đầy đủ, rồi các chứng duyên mà gọi là đang ngăn cản cho mình không có đó, nhiều yếu tố như vậy cho nên mới được như vậy. Còn riêng đối với cái vị mà gọi là chấp nhận cái đề mục mà tôi cái đề mục Gandhara, tức là học kinh điển để trở thành một vị pháp sư, một vị gọi là tam tạng pháp sư, tức là vị nằm lòng gọi là Tipitakadhara, tức là bậc mà thuộc lòng ha, bậc nắm giữ toàn bộ cái Tipitaka cũng như là Atthakatha luôn, bao gồm cái chánh văn của chú giải luôn nhỉ. Thì như vậy được gọi là Parijatika ha, hay được gọi là Ganika Bhikkhu ha. Ganika Bhikkhu tức là người mà người cho nên là
sau khi mà cái vị nó chấp nhận cái vấn đề về pháp học, vị nó bắt đầu mới mới phát triển về vấn đề mà học pháp. Rồi cho nên trở một thời gian sau là vị đó đầu thông về tam tạng kinh điển. Rồi vị đó có rất là nhiều đồ chúng, có 500 người đệ tử cũng như là 18 cái hội chúng mà đi theo vị đó. Thì sau khi mà tức là hai người này ở cách xa nhau nha. Rồi tình cờ rồi khi mà có một cái nhóm vị tỳ khu đệ tử của vị, cái vị mà hành của Vipassana này liên miên mật như vậy, cũng đi tu với ngài và cũng đều chứng đắc quả vị A-la-hán, cho nên có duyên lành được trở về lời Chaitanya vậy. Cho nên vị thầy mới gửi cái lời nhắn sau khi đảnh lễ Đức Phật cũng như các vị thánh A-la-hán, các vị đại trưởng lão rồi ha, thì bắt đầu đó là đến gửi cái lời chào đối với người bạn thân hữu của mình. Mấy lâu nay rồi mình cũng không có dịp mà được gặp, tức là các vị tỳ khu ấy ha. Chúng ta bị từ khu mà chuyên về gan tháp, gan tháp biết khu nè, gan tháp gan thiết ca biết khu là người mà chuyên về pháp học nè. Thì đôi ba lần mà nhiều nhóm mà đến mà gửi lời lời hỏi thăm như vậy, cho nên vị thầy mới mới khởi lên cái tâm của là đố kỵ, gợi lên cái tâm của là không biết là cái người mày tu như thế nào mà sao lại cho đệ tử mà xuất gia nhiều quá, mà gọi là nó đến chào mình rồi hỏi thăm như vậy. Rồi mới hỏi ra thì biết rằng nó thì thầy con cũng không có dạy nhiều, chỉ dạy cái phương pháp mà tu tập như vậy, kỹ thuật tu tập như vậy, rồi bắt đầu là hành. Rồi có cái cơ duyên đó, tức là những cái vị mà đệ tử của vị này đều là những vị gọi là kiếp này đều là kiếp chót cả, đủ cái tốt duyên giống như thầy của mình, cho nên đều được đạt đến quả vị A La Hán cả. Cho nên vị này mới nghĩ rằng đó là mốt mà vị này mà có trở về như vậy đó, người ta sẽ cực vấn vị này, sẽ chất vấn vị này, hỏi thì coi vị này có biết là luật là pháp hay không. Thì khi mà vị thánh về hành của Vipassana này, vị thánh A La Hán này khi mà trở về lễ Đức Thế Tôn rồi, bắt đầu mới tìm đến người bạn của mình. Thì trong trường hợp này đó là vị này mới khởi lên cái tâm ý là ta sẽ hỏi vị này, sẽ làm cho vị này sẽ cực vấn vị này. Thì khi mà khởi lên cái tâm ý như vậy là Đức Phật đã biết được, cho nên Đức Phật mới ngăn lại cái trường hợp nếu mà vị này mà khởi lên cái tâm mà xấu, khởi lên cái tâm rồi bắt đầu thực hiện cái bậc lên này nói như vậy, xấu ác như vậy thì sẽ là cái chướng ngại cho vị này phải đọa và khỏi khổ nha. Cho nên Đức Phật mới xuất hiện ở đó và Đức Phật mới hỏi cái lý do, rồi bắt đầu vị này mới trình bày cái duyên cớ là mình sẽ chuẩn bị như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ngài mới đặt ra những cái câu hỏi và liên quan đến vấn đề pháp hành, ví dụ từ khi mà chứng đắc sơ thì cái trạng thái như thế nào, rồi như thế nào được gọi là một trạng thái gọi là từ bỏ và tâm tứ để bước lên gọi là nhị thiền, vân vân. Cho đến khi mà những cái trạng thái mà tu chứng đạt đến từ mà sơ hòa sotapa tí mất giá như thế nào, rồi bắt đầu sakadana bị mất giá như thế nào, anara bị mất giá như thế nào và arata mất giá như thế nào, thì mỗi lần mà hỏi đến vị này từng bậc như vậy là vị này không biết trả lời được nha, thì vị không có thực chứng, không có cảm nghiệm được. Nhưng mà riêng khi mà hỏi về cái vị mà thánh tăng a la hán này nha, thì vị này trả lời rất là tuần tự, dẫu rằng có thể là ngôn từ vị này không thông bằng giống như cái vị trên đây, tại vì đây có thể là biết được những cái bài kinh nó nằm ở đâu, những đoạn nó nằm ở đâu và ngôn từ có thể là thiền xảo hơn. Tuy nhiên ngài này trả lời bằng cái tính cách, tức là dựa vào cái pháp chân đế, dựa vào cái phật tánh trả lời nha, dựa vào là cái cảm niệm thật của mình nha. Cho nên khi mà Đức Phật tán thán nhiều lần như vậy, cho nên chúng tỳ khô mới, các vị đệ tử của vị mà đầu tiên nha, mới khởi lên cái tâm tại sao Đức Thế Tôn đã tán thán cái vị mà gọi là không có biết mà về pháp được luật này như thế nào. Thì nhưng cái đó Đức Phật mới nói rằng vị này là một vị thánh nè, còn ngươi là không phải nha. Cho nên dựa vào đó, cho nên Đức Phật mới đề cập đến cái câu chuyện mà một người đó cho dù mình nói ra nhiều kinh điển nha, nhưng mà người đó không có hành trì, không có thực hành, chỉ là để thỏa mãn tri thức, để mình trang bị cho mình cái kiến thức được vững chãi như vậy, bắt đầu để đi giảng dạy, rồi đi thảo luận, đi tranh đấu với nhau nha, theo kiểu giống như là để có được những cái lợi lộc, có được đồ chúng vân vân. Thì như vậy đó là người đó không có áp dụng, không có chiêm nghiệm, không có thực hành những cái lời dạy đó. Rồi bắt đầu người đó lại phóng dật, lại phóng túng, tức là lại bị những cái phiền não tham sân si nó lại lôi kéo cho nó, tạo thành ra những cái động lực khiến cho mình học pháp, rồi bắt đầu là mình đi đấu khẩu với nhau, rồi bắt đầu mình sẽ phân ra đó là đây là đệ tử của tôi thì thuần dạy về cái diệu pháp, rồi dạy về cái này dạy về cái kia, rồi bắt đầu thầy của tôi là thuần cái này, cho nên có sự phân hóa, có sự gọi là tranh luận với nhau, do cái sự gọi là lơ đễnh phóng dật như vậy. Rồi
cái người đó sẽ không thể nào mà đạt được cái tấm hạnh, tức là đạt được là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn của trong giáo pháp, pháp và luật của bậc giác định giác được. Cũng giống như là người ấy chỉ là người mà đang đếm những cái số bò của người khác, tức là người chủ ha. Người chủ khi mà người ta thuê cái người chăn bò về đó như thế nào, tức là buổi sáng nó phải lùa cái đàn bò ra ngoài đồng và phải cho ăn đầy đủ, và buổi chiều phải đếm đủ số con như vậy, hoặc là phải lùa về chuồng như vậy. Thì giống như là cái người mà lùa bò chứ không phải là người chủ của cái đàn bò đó, có thể là tự do sử dụng những cái vật phẩm mà từ sữa từ con bò đó, có thể là dùng thịt, dùng da của con bò đó, mà giống như là kẻ đi làm mướn mà thôi. Còn tương tự cái vị mà thánh mà đã đạt được quả vị a la hán này, cũng giống như là người đó cho dù có ít học, có ít học, không có thiện xảo trong ngôn từ, cũng như không biết rõ rằng ví dụ như về điều học này được đề cập ở đây rồi đề cập ở đâu nữa, hoặc như là pháp này, những cái kỹ thuật này được đề cập ở trong bài kinh trong trường bộ, nhưng mà ở đâu trong tăng chi bộ, vì nó không rành, được gọi là không rành, vì nó không rành, không thiện ngôn. Nhưng mà người đó lại là gì? Luôn luôn anuchari, chari tức là thực hành, sống sống liên tục. Ví dụ như anusati tức là tùy niệm, tức là mình thực hành liên tục trở thành một thói quen ha, tức là sống luôn luôn y cứ vào pháp, lấy pháp làm trọng, lấy pháp và làm điều tiên hướng vậy. Rồi khi mà sống và lấy pháp gọi là làm cái tôn chỉ, là cái kim chỉ nam rồi, thì khi đó vị đó đã thay đổi cái hệ nhận thức là cái gì cũng phải dựa vào pháp, về tư duy, về hành động, về cũng như lời nói thì đều phải dựa vào pháp cả. Cho nên chạy qua một thời gian thì vị đó sẽ loại bỏ được những cái phiền não và tham sân si. Rồi khi đó vị đó thành tựu về những cái chính trí, những cái trí tuệ, những trí tuệ chân trí, tức là ám chỉ cho là những cái trí tuệ mà thuộc trong thiền quán, cũng như là thiền định. Rồi bắt đầu với cái tâm mà thanh tịnh hoàn toàn giải thoát như vậy, vì đó không còn cái sự chấp thủ về đời này, tức là đây là kiếp chấp của vị đó rồi. Vì đó biết rằng nó là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, và sau kiếp sống này nó không còn cái thái sanh nữa. Và vì đó không có chấp thủ, tức là không có bám biếu vào đời này cũng như về đời sau nữa. Thì cho nên người đó đó mới có được cái phẩm chất, cái tánh hạnh của một vị sa môn. Đó là cái câu chuyện của cái bài kệ số 19 và 20 này ha. Bài 19 và 20 này chúng ta đọc tiếp rồi. Thì chúng ta qua cái phần đó là chú giải của cái bài kệ số 19 và 20 này ha. Tất thá ở đây tức là cái gì? Tất thá ở đây tức là ở đây tức là ở trong cái bài kệ đi ha. Sanghita tức là Sanghita rồi. Phật ngôn ha. Phật ngôn ở đây tức là Te Pitakasa Buddha Vajanasa Vajanasa Tăng Nama, được gọi là Sanghita tức là Phật ngôn, tức là Nama tức là được gọi là ha. Được gọi là cái gì? E Tăng Nama tức là cái ấy được gọi là Buddha Vajana. Vajana là cái gì? Là lời nói ha. Vajana là lời nói, hay được gọi là Phật ngôn, lời nói của Đức Phật tức là Phật ngôn. Buddha Sa Vajana tức là lời nói của Đức Phật. Mà về cái gì? Về Te Pitaka ở trong Te có nghĩa là ban nha, có nghĩa là tí, và Pitaka nghĩa là giỏ, cái giỏ, hay được gọi là tạng, hay là tâm tạng. Tại chữ Pitaka có nghĩa là cái giỏ ha, cái giỏ mà do cái tâm tạng là thứ cái tâm tạng là thứ tư vậy, ở bên Tức Lan vậy, sau khi vừa được viết trên cái lá cỏ rồi bắt đầu chất lên cái con voi hai cái giỏ như vậy, rồi bắt đầu chở về chùa nhỉ. Cho nên dựa vào cái số lượng mà nó quá nhiều như vậy, phải tính bằng giỏ, bằng cái giỏ để chở đi, cho nên nó được gọi là theo tính tìm cái cách tam tạng ha. Ở đây tức là Phật ngôn ám chỉ cho, tức là những cái lời dạy của Đức Phật mà thuộc về tam tạng. Tăng ăn chá đi về upasang cấp hít qua úc gan hít qua ba khung bít ba đề sang ba sa ma nô ba chen tô tăng đồng măng su toa dân karakena ukalena katapan akarona hoti. Ở đây như thế nào? Tăng có nghĩa là ấy hả? Acharya tức là thầy giáo thọ,
thầy dạy một cái giáo họ upasang cái biết qua tức là từ động từ mà không biết quá khứ phân từ của động từ mà upasang cái tí có nghĩa là sau khi đến gần vị thầy sau khi đến gần vị thầy tức là đến gần vị thầy người ấy à khi mà đến gần vị thầy rồi bắt đầu làm gì úp ra thiết qua học học như vậy đó được gọi là ba sa na nô tức là nói nhiều hơn tức là nói nhiều hơn tức là qua chinh tôi tức là khi mà đang nói tự mình qua chia tí khi mà đang nói nhiều cho người khác tới đây là hết rồi hả tức là sau khi mình đi đến gần rồi học pháp từ cái vị thầy của mình rồi bắt đầu là cái gì mới nói nhiều Phật ngôn mà cho người khác lắng nghe là thấu hiểu mới giảng giải nhiều Phật ngôn như vậy rồi tăng tâm tăng xuất ra tức là sau khi mà lắng nghe cái lời pháp ấy rồi dân ca ra kia đó phúc cái lên đó cắt tóc băng tức là dân cắt tóc băng tức là điều nào cần phải nên làm bởi người ấy bởi cái người mà cần làm ha thì người ấy thì cái người á lại nát hô tí nát caro hô tí là người ấy là không làm sau khi mà lắng nghe lá pháp rồi đó nhưng mà những cái điều nào dân cắt tóc băng những cái điều nào nên làm cho cái người ấy cho cái người đó đó thì người ấy lại không làm tức là học là chỉ học không thôi nhưng mà không có áp dụng không suy niệm ở đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà chúng ta học pháp mà chúng ta phải đưa vào áp dụng chúng ta phải suy niệm chúng ta chiết nghiệm thì khi đó đó cái tư duy chúng ta cũng sẽ thay đổi cái hiểu biết của mình nó cũng thay đổi thì từ đó đó chúng ta sẽ có một cái chánh kiến rõ ràng từ cái chánh kiến rõ ràng như vậy thì tất cả các hành vi ngay cả đường lối mà tu tập của chúng ta nó cũng sẽ là mang một cách chân chánh cho nên trong mà 10 cái vô gia cái giáo thú sẽ là cái niết thiết chú cái tát là quan trọng nhất khi nào mà mình đã có cái niết thiết chú cái tát rồi bắt đầu khi mình làm công việc của bố thí si lá đa ná hoặc như ba quá na thì nó mới mang cái nó mới được gọi là hợp trí trong đây nhỉ còn không khéo có đôi khi là mình làm có đôi khi vị dụng ý khác hoặc như là mình tu tập nhưng mà mình không biết rõ ra cái đề mục mình tu tập không biết rõ đối tượng và chủ thể của mình như thế nào nhỉ nó có sự nhầm lẫn nhưng nó mập mờ danh và sắc như vậy. Rồi cái tiếp nữa là Kukutasa Pakka Baharanna Matambi Anicca Divasena Yoniso Manasika Rang Napa Watendi cục cá táo tức là cái con gà nha cục cá táo là con gà bắt khác ở đây tức là cái cánh của nó nha bát hara ná có nghĩa là sự vỗ cánh cục cá táo là con gà trống chứ mình con gà trống nha con gà trống cái tên con trống nha rồi bắt đầu là bắt khác là cái gì hồi nãy là bát hara ná tức là vỗ cánh nha rồi Anicca Di Vasena tức là vô thường vân vân bằng cách thức quá sáng là bằng cách thức là vô thường rồi Yoniso Manasikara tức là Yoniso cộng với Manasikara Manasikara năng tức là sự hướng tâm một cách chân chánh sự khéo tác ý Napawate tí tức là ná cộng với Napawate tí Napawate tí có nghĩa là khởi sanh khiến cho khởi sanh mà ná có nghĩa là không khiến cho khởi sanh cái tri kiến chân chánh về cái gì về vô thường khổ và vô ngã à, quên còn cái chữ bát tá này bát tá nghĩa là trong trường hợp này chúng ta là giống như nha hồi nãy chúng ta có nói là cái chữ bát tá nghĩa là giống như trong trường hợp này sẽ giống như như vậy đó là người ấy đó không có khởi lên cái trí quán về vô thường khổ và vô ngã cũng giống như là cái gì con gà trống mà nó chỉ vỗ cánh thôi rồi cái tiếp nữa tức là eso yatha nama diwasan patiyaga vo rakhan rakhan to vo bo ba to va yatha là giống như hả giống như đi quá xăng là bằng ngày bát tí bát tí già có nghĩa là
Ba tí có nghĩa là lương hoặc như là phần thưởng, tiền công, tiền công. Gavo là những con bò, chủ cách hả? Rakhanto tức là từ cái động từ hiện tại phân từ cái động từ mà rất khách tí có nghĩa là bảo vệ, hỗ trì, giữ gìn. Như vậy là Gobo tức là Go Ba Cát nè, Eso Go Ba Cô tức là giống như mà cái kẻ mà chăn bò, cái kẻ mà đang mà gìn giữ cái đàn những con bò này ha vào cái ban ngày. Rồi Ba Tô Quá Ni Quá Ni Ni Ra Quá Xe Xăng Sampati chi tòa sa yang ga he tòa sa vi ca năng ni ya de tòa bi quá sa bá ti bát tăng gan hà tí. Ba tô là sau đó hả? Ba tô là sau đó. Rồi bắt đầu ni ni ra quá xe xa, đi ra quá xe xa tức là hoàn toàn nha. Đi qua ra xe xa tức là hoàn toàn. Tính từ. Còn Sampatit Chi Toa tức là bất biến quá khứ phân từ ha. Có nghĩa là sau khi Sampatit Chi Tí có nghĩa là nhận, tiếp nhận. Sai dâm có nghĩa là vào buổi tối. Gác ghê toa tức là Sampatit Chi Toa tức là mày cái nghĩa tức là không, sau sau đó ha, khi mà vào buổi tối đó là trả trả về đầy đủ cái tốt số một những con bò mà buổi sáng mà mình đi đi chăn, rồi bắt đầu mình mới gác ghê qua sa chăn tức là xin lỗi, trả cho ai, trả cho sa sa bí ca năng, sa bí ca năng tức là sa bí cát nó là ông chủ, gác ghê qua tức là lấy ha, mà lấy cái gì sẽ lấy cái mà phần thưởng này. Rồi đúng rồi. Rồi sa bí căn là ông chủ ha, còn ni ni gia đê toa. Ni gia đê toa tức là trả lại ha, give it back. Trả lại. Trả lại. Trả lại cái gì? Đầy đủ. Sau khi à xin lỗi, đây nè, chúng ta về dịch từ đây nè. Sau khi mà nhận đầy đủ cái tốt số những con bò đó rồi, bắt đầu vào buổi chiều. Sau khi nhận cái tốt số đầy đủ đó, rồi bắt đầu là vào buổi chiều sa nhân ha mới trả về cho ông chủ đó, rồi bắt đầu mới nhận gan ha tí, nhận cái gì, nhận cái phần lương mà bằng ngày mà đi quá sáng là buổi buổi sáng ha. Hồi nãy trên đây đi quá sáng là ban ngày đó, coi như buổi sáng. Bát tí có nghĩa là phần lương, cái phần thưởng, cái phần công của mình. Rồi bát tăng tức là nhận lấy cái đúng cái mức gọi là phần, đúng cái mức gọi là tiền công mà buổi sáng mà mình do mình rắc khăn tô cái ga vô này ha, mà mình đi chăn cái con bò này, chăn những cái đàn bò mà của ông chủ ha, sa đi ca đang này. Như vậy các chị cho tức là cái người chăn bò đó là chỉ có buổi sáng là đi đến nhận đầy đủ cái tốt số của con bò, cái số lượng con bò đó, và chiều đó khi mà cho nó ăn no rồi bắt đầu trả cũng về cho ông chủ đó, đúng cũng cùng cái tốt số đó, rồi nhận lấy cái phần tiền công mà trong ngày đó mình đi chăn bò, mình đi giữ bò cho người ta. Thì yatha rucciya, yatha rucciya, yatha rucciya có nghĩa là như mình muốn hả, như mình muốn. Giá tha cộng với ở rú chi mà chúng ta dịch chung nó là như như mà mình muốn, như mình muốn. Rồi bá đá, bá đá lại nữa, nhân hả, còn nữa.
Panchak là năm, mà Gorase, Gorase có nghĩa là các sản phẩm mà từ con bò hả? Các sản phẩm từ go, go ở đây là con bò, tức là các sản phẩm mà từ con bò này, ví dụ như là sữa nè, rồi khi mà chúng ta sữa tươi như vậy chúng ta đem về chúng ta ủ cái nó lên là lên men, rồi bắt đầu nó ra những cái sản phẩm, chúng mình các sản phẩm từ sữa hả? Các sản phẩm từ sữa, và đây chúng ta sẽ có năm cái sản phẩm từ sữa này, năm cái sản phẩm từ sữa này. Cái chế phẩm từ sữa, chúng ta sẽ được chế phẩm từ sữa, năm cái chế phẩm từ sữa. Rồi Bari Bồn Chi Tông, Bari Bồn Chi Tông tức là hưởng, hưởng hưởng thụ hoặc như là ăn nha, từ từ của Bồn Chi Tí luôn nhỉ. Rồi Ná La Ba Tí tức là không có thể, không đạt được. La Ba Tí là có được, là không có được mà để ăn uống, tức là không thể, không thể có được, không hưởng được năm cái loại mà chế phẩm mà từ sữa. Giống như mình muốn, như một cách mình muốn. E quá mê quá, kê quá lăng, ante sa vi ca lăng, san ti ca, vata, pati vata, karna vata sa, bhagi hô ti. E quá mê quá cũng như vậy ha. Rồi bắt đầu là bhagi hô ti, tức là bhagi tức là từ động từ mà, từ cái danh từ là bagi, bagi trường hợp tức là antewasika tức là đệ tử ha, đối với đệ tử santika watta. Santika là gần ha. Antewasika đây là đệ tử, kêu qua đó là toàn bộ, quát tá có nghĩa là phận sự trách phụ, pari quát tá là phận sự trách phụ luôn ha. Karana, karana là việc làm, hành động. Bhagi, bhagi trong trường hợp này sẽ là như vậy là cũng vậy nè, họ sẽ là những người mà chia sẻ bali, tức là sẽ chia với nhau nha, những người chia sẻ như vậy đó. Người ấy là người sẽ chia, sẽ chia cái gì, những cái công việc quá tá hả, những cái quá tá bati quá tá tức là những phận sự, những công việc, những phận sự, những công việc.
như vậy tính từ thì chúng ta dùng theo nghĩa tức là được chia ha, để tính từ đi, chúng ta dùng theo nghĩa là ba ghi hô tí, đó là được chia. Ba ghi chúng ta dùng theo nghĩa tính từ thì là được chia nha. Được chia phần đó, được chia phần. Như vậy em chỉ cho là như vậy là đối với toàn bộ những người đệ tử đó, khi mà được chia phần, khi mà được phân công ha, chia phần tức là phân công và làm những công việc như vậy, mà Satika rất là gần với người thầy của mình, nhưng mà lại gì, lại không được chia phần về gọi là những tấm hạnh vị sa môn, tức là ở gần với thầy của mình đó thì thầy mình nó là giao cho những cái trách vụ là cần phải làm để công việc của phận sự của vị thầy, của vị đệ tử đó, vị thầy vân vân vậy, nhưng mà lại không có thể mà dẫn dắt hoặc như là mang đến cái sự giải thoát cho người đệ tử của mình được. Yatha Bana Gopala Kena Niyadita Nang Gunang Gorasang Sadikawa Paripunchanti. Giống như lại nữa ha, Bana là lại nữa, giống như cái gì? Sadikawa. Giống như người chủ, giống như những người chủ ha, Paripunchanti số nhiều, giống như những người chủ mà hưởng được những cái chế phẩm từ sữa, ngô đó xăng, hưởng được chế phẩm từ sữa của con bò, ở đây là ní gia, ní ta năng là chỉ cùng cách với quân năng nha, của con bò mà được đưa về bởi ai, bởi người chăn bò, tức là cái người chăn bò họ đi chăn buổi sáng đó rồi, nhưng mà buổi đêm họ đem về, thì như vậy những sản phẩm mà từ sữa của bò đó là người chủ này nhận hết. Người chăn bò chỉ nhận được một phần ít cái tiền công cho cái việc của chăn bò thôi. Như vậy là lại nữa, giống như là những người chủ hưởng được cái chế phẩm mà từ sữa mà được mang về, tức là sau khi trả những cái đàn bò đó bởi những người gì, những kẻ chăn bò, bởi kẻ chăn bò là tắt tha tên á, các thiết tăng đâm măng su toa ca ra ca bu ca la gia tha nút si tăng và ti bát chi toa kê chi và ti bát cha na ni ni ba bu nan ti. Cũng vậy, sau khi mà nghe pháp su toa, đâm măng su toa là sau khi nghe pháp mà được thuyết giảng bởi những người ấy, cách tiếng tăng tức là cách thêm tí là được nói ha, được nói, được thuyết giảng. Ở đây là chỉ cùng cách như là đông măng nha, pháp mà đã được thuyết giảng, tức là cũng vậy, sau khi lắng nghe giáo pháp được thuyết giảng rồi, bắt đầu sẽ là karaka bukala. Karaka tức là người làm nha, người thực hành. Bukala tức là người mà hành giả, à đây mình sẽ là hành giả, là người thực hành. Rồi yatha anusitan tức là yatha cộng với anusitan nha, anusitan tức là được giáo huấn, được hướng dẫn, được chỉ dạy, được chỉ bày, giống như vậy nè, yatha là. Và ti bát chi toa tức là sau khi mà thực hành, à, sau khi lắng nghe pháp mà đã được thuyết giảng rồi ha, bắt đầu mới thực hành theo, y theo thực hành hoặc như y theo những cái lời, những lời được giáo huấn giống như vậy, tức là các hành giả nha, tức là cái người đó, cái người mà người làm đó. Rồi kê chi bát tháp bát cha na ni ni ba bốn năm tiếp thì họ sẽ gì, họ đạt được kê chí, tức là bất cứ một cái tầng thiền mà từ sắc, từ mà sơ thiền, nhĩ thiền, tam thiền, tứ thiền thì họ đều đạt được hết. Bất cứ các tầng thiền nào mà từ sơ thiền, nhĩ thiền, tam thiền, tứ thiền họ đều đạt được hết. Rồi bắt đầu cái gì? Bất cứ mà về vấn đề gọi là thiền quán thì họ đều gọi là tăng trưởng, tức là tăng trưởng trong. Qua đê tí tức là từ qua đá tí nè, tức là tăng trưởng, qua đê toa, tăng trưởng.
tức là làm phát triển và thiền quán, rồi bắt đầu là sau đó mới đạt được đạo và quả, các tầng đạo và quả theo số nhiều. Thì ở đây là Gonasamika Vorasasewa Samanyasa Bhaginovote, thì những người ấy đấy, tại cho đây số nhiều cho những người ấy thì mới được chia cái gì, chia cái về cái tánh hạnh sa môn. Chia tánh hạnh tức là được hưởng đó ha, mình sẽ cái từ được hưởng đi, tức là có được như là được hưởng về cái phẩm chất của vị sa môn. Ý quá, yêu quá là giống như ha, giống như cái gì, Gorasa tức là giống như là cái gì, Gorasa đi cả, Gorasa là này là cái chế phẩm phần, giống như đối với cái chế phẩm mà từ sữa của người chủ, của người chủ bò, Gorasa đi cả, của người chủ bò, chủ cái đàn bò đó. Dài dữ rồi, cái tiếp nữa tức là iti sattha sila sampannassa bahusutassa bamada viharino anicca nivasena yonisomanasikare bamatassa bhikkhuno vasena bhatthamman gatham kathesi na dusilassa. Sattha đây tức là bậc đạo sư nha, ý tí là như vậy. Sattha là bậc thầy, bậc đạo sư nha, trong trường hợp tức ăn gì cho Đức Phật. Sila sampanna, cái từ này chúng ta biết không? Sila là giới hả? Giới ở đây ám chỉ cho là tứ thanh tịnh giới, mà sampanna tức là được đầy đủ, đầy đủ là cụ túc, được hoàn mãn, giới mà được hoàn mãn. Bahusutta tức là cái biến cách chúng ta lát nữa nói sau nha, bây giờ chúng ta chỉ nói cái nghĩa của cái từ đó. Bahusutta tức là bá hú, còn cái sutta, sutta là nghe, mà bá hú tức là đa văn, bậc nghe nhiều. Bamada viharino tức là bamada tức là Abamada tức là sự cẩn trọng ha. Abamada mới là sự lơ đễnh, sự phóng dật, mà Abamada sự cẩn trọng. Viharino tức là sống mà sống cẩn trọng. Không, xin lỗi, Abamada là dễ vui chứ quên. Dễ vui, dễ vui. Đúng rồi, hôm nay đó là sự lơ đễnh, sự phóng túng, là sự dễ vui, sự phóng dật. Rồi cái tiếp nữa là anicca nivasena tức là vô thường, khổ vân vân ha. Yonisomanasikare giống như cái đoạn phía trên, tức là tắc ý. Bhikkhuno, bhikkhuno, bhikkhuno bamatassa tức là đối với vị tỳ khưu mà lơ đễnh mà phóng dật như vậy đó. Vasena patthamman gathang, patthamman là thứ nhất ha, mà gathang tức là gathang cái là cái bài kể ha, bài kể đầu tiên đó, bài kể đầu tiên. Cách thê xí tức là đã nói ha, từ trong từ cách thê tí, bất định khứ của từ cách thê tí gọi là đã nói, tức là như vậy. Như vậy tức là ý tí ha, như vậy khi mà thuyết lên, tức là khi nói lên cái bài kể thứ nhất này, rồi bắt đầu là bậc đạo sư khi mà nói về cái bài kệ thứ nhất này,
tức là đề cập đến ai? Đề cập đến cho vị tỳ khu mà chuyên tâm vào về cái găng tha đú rá này thì vị đó còn phải thành tựu về giới, giới còn phải được viên mãn đúng không? Nhưng mà trái lại đó là vị đó lại sống phóng dật. À đây nè, vị đó đó là người đã có giới được đầy đủ, vị đó là bậc đa văn, cho nên bên mình gọi là bậc tam tạng đây. Vị đó đa văn học nhiều nha, nhưng mà trái lại vị đó đó, đây là đang là đối với nha, đó là đối với vị tỳ khu phóng dật đây nè, là người đó là có giới nè, có sự đa văn nhưng mà lại sống mà là phóng túng. Phóng túng cái gì? Phóng túng trong cái việc gọi là không có khéo đáp ý về vô thường, khổ và vô ngã, tức là không sống quán để trực nhận ba cái đặc tánh vô thường, khổ và vô ngã của các pháp của tiến trình trên và sắc, mà vì đó chỉ có thỏa mãn trong cái vấn đề gọi là đa văn, là giới của mình thôi. Tức là thiếu cái sự mà chánh quán nè, cái sự mà lơ đệnh cầu thả, sơ sót lơ đệnh cầu thả, và trong cái việc mà chánh quán về vô thường, khổ và vô ngã. Dẫu rằng khi vị đó học về tâm tạng vẫn có đề cập đến vô thường, khổ và vô ngã, nhưng mà vị đó không có quán chiếu nhiều, không có áp dụng thường xuyên. Không, nó phải là yodhisomanasikara, nó phải chánh quán nè, rồi bắt đầu thấy như vậy. Chứ không phải là một người gọi là ác giới nha. Người đó là một người có đầy đủ giới đó, chứ không phải là một người gọi là có giới gọi là lucilla, thì chúng ta dịch là ác giới là nó kỳ lắm, tức là có giới khiếm khuyết, có giới không đầy đủ. Ở trên đây có nghĩa là có giới và được đầy đủ, được cụ tốt thể gì, có giới tức là không phải là một vị đó, là không phải là một vị tỳ kheo mà có giới không đầy đủ đúng nha, có giới rất là đầy đủ đa văn đó, nhưng mà lại sống gọi là lơ đễnh, thiếu cái sự mà quán chiếu ở trong một vô thường, khổ và vô ngã, trạng thái như vậy. Rồi đối với Jagatha, tức là đối với cái bài kệ thứ hai, nhưng mà đối với cái bài kệ thứ hai này, sẽ là Apasutasabi Yonisomanasikare Kamankarotasa Karaka Bukamasa Wasena Katika. Nhưng mà đối với cái bài kệ thứ hai được dạy rằng, tức là được Đức Phật nói rằng đó là gì? Đối với cái vị gì? Đối với vị mà gọi là Apasutasa, tức là không có đa văn, đúng không? Apa tức là bá, còn chứ Apasutasa vậy đó. Mà chữ bá là chữ B kia nha. Apa tức là ít nè, Apa là ít nè, mà Sutasa tức là nghe ít. Trên kia đó là nghe nhiều, đa văn, dưới đây đó là nghe ít. Mình đừng dịch thiểu văn nha, đa văn là thiểu văn, nó kỳ lắm vậy. Chứ đây là bậc nghe nhiều, chứ đây là bậc nghe ít, tức là không có được mà học hỏi đầy đủ thiện xảo, giống như là cái ấy, giống như là bị thì khu mà về đặt thành đuôi. Nhưng mà vì đó như thế nào? Vì đó sống karota là hiện tại phương từ, nhưng mà vì đó sống làm cho cái việc mà gọi là chánh quán, tức là vì ấy sống chánh quán, thường xuyên chánh quán. Karakamukalasa tức là đối với cái hành giả, đối với cái người mà phía trên cái điều Karakamukalasa, tức là đối với người làm nè. Mà cho dù đó là không có nghe nhiều, nhưng mà lại thường sống chánh quán như vậy. Cho nên cái bài kể thứ hai là, ở đây tức là cái con này giải thích là cái bài kể đầu là chúng ta bị thì khu đầu, là người đó là có giới, đa văn, nhưng mà lại sống gọi là phóng túng, không có quán chiếu về vô thường, khổ và vô ngã để trình nhận rõ như vậy nè, các đặc tính. Nhưng mà đối với cái, nhưng mà không phải là một việc ác giới nha, không phải một việc là có giới không chiếu biết. Và trường hợp thứ hai là chỉ cho việc khô mà tất cả là hen. Và kế tiếp là chúng ta sẽ là abba bi che là trên cái bài kể này là abba bi che. Nhưng mà nếu mà gọi là người đó nói ít thôi,
nói chút xíu về là kinh điển hơn hơn thôi. Thì bây giờ đó hả, tắt tháp tức là ở đấy hả, ở đấy trong bài kệ thứ hai này, trong cái bài kệ thứ hai trong trường hợp của vị tỳ khu này, trong bài kệ thứ hai này sẽ là Abam bi che ti thô căn e ca quắc gác quý quắc gác bắt tâm bi. Thô căn tức là ít hơn, nó cho nó bằng nghĩa với tính tự nghĩa ấp bá, ấp bá ấp cá là thô căn, thô căn là thô căn, thô căn chút ít. E ca quắc gác tức là cái phẩm đầu tiên một phẩm, hoặc như là quý quắc gác tức là hai phẩm, có cái chừng mức, có cái khoảng chừng khoảng một phẩm hoặc hai phẩm thì nó được gọi là ít. Tức là trong một bộ như vậy, ví dụ trong trường bộ tương ứng bộ tăng chi bộ và tiểu bộ, thì trong đó sẽ phân ra từng chương, thì từng chương như vậy sẽ có những cái phẩm nhỏ như vậy, tức là vì nó có thể chỉ nhớ được một phẩm hoặc hai phẩm mà thôi. Chú ý rồi tâm bát sát hô tiết anu dhammacari, nhưng mà lại là người là thường sống y cứ noi theo pháp, thì như vậy là attha manya rồi dhamma manya Náo quá lô cô ta ra đâm bát sát anu rupang đâm măng bút ba ba gác bát tí ba đà sân kha tăng chá tu và rưu sô bí xì lá rupang gác á sung ba ca bát tha nà đi bê đâm chá răng tô anu đâm bát được gọi đó, tức là sống mà thường, sống tùy, sống mà gọi là sống mà y cứ theo pháp, mà y cứ theo pháp có nghĩa là Attha đây có nghĩa là ý nghĩa nha, Attha có nghĩa là ý nghĩa. Như vậy là áp thăng ha, áp thá cộng với anh nha nha, anh nha có nghĩa là trí tuệ nha, anh nha là trí tuệ, áp thăng tức là có trí về về nghĩa rồi trí và về pháp. Đáo quá là chính ha, lô cô ta rá tức là siêu thế, chính cái pháp siêu thế anh chị cho là bốn đạo bốn quả và niết bàn ha. Anu rupang đa mang tức là các pháp mà gọi là danh pháp, anu rupang tức là ná cộng với đáng thích hợp. Như vậy là anuruban đâm măng ha, như vậy đó là chúng ta cái đó là sẽ là cái tốt tự ha, tốt tự sẽ là anuruban đâm măng, tức là các pháp mà tương các pháp mà thích hợp đối với cái gì, đối với như vậy đó, chúng ta phải dùng cái chúng ta phải dịch từ cái chữ Ranto lên trước ha, Ranto đây. Khi mà thực hành cái gì cho ra tí nha, có nghĩa là thực hành ha,
rồi. Chúng ta đi 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 hướng cái nghiệm cái này luôn, là chúng ta như này bước ba ba gác, bước ba là trước ha, ba gác đó là phần đầu, ba tí ba đa tức là kỹ thuật phương pháp hoặc như là con đường đạo lộ, sankata tức là cái bản chất về cái phương pháp, cái đạo lộ đầu tiên thuộc phần đầu tiên. Đầu tiên ở đây bao gồm sẽ là cái gì? Chá tu ba số tí si lá các bạn anh chị cho là tứ thanh tịnh giới, tứ thanh tịnh giới. Rồi đúng tăng giá tức là cái pháp làm chi phần làm thiêu đốt làm khô rủi nha, đúng tá. Đúng tá tức là thiêu đốt khô rủi đi những cái chướng ngại, những cái phiền não. Sau khi mà đã giới được cái thanh tịnh rồi, khi mà thực hành những cái pháp mà đúng tăng giá tức là 13 cái đúng tăng giá này sẽ làm thiêu rủi thêm những cái phiền não và chướng ngại, làm ngăn che mà thiền định phát sanh được. Rồi bắt đầu là Asubha Kamathana tức là những cái đề mục nghiệp xứ mà bất mỹ, ví dụ như 10 cái đề mục mà tử thi không, rồi Adi tức là vân vân, Bedang tức là phân loại, được phân chia. Tức là khi thực hành cái pháp gì, khi thực hành cái pháp mà tương thích nha, Anurupakkhammacaranto tức là khi mà người ấy đang thực hành cái pháp mà tương thích, cái pháp mà thích hợp, cái pháp tương thích đối với cái gì, đối với mà cái trí về nghĩa, trí về pháp mà trong mà gọi là chính cái pháp siêu thế, tức là bốn đạo bốn quả và niết bàn, bốn đạo bốn quả được phân ra cái pháp ấy đấy, pháp này này, cái pháp mà gọi là thù thắng, cái pháp mà được gọi là tương thích thích hợp như vậy đó, nó được phân ra là cái gì? Nó được phân ra đó là bao gồm là tứ thanh tịnh giới, các chi phần mà để thiêu đốt phiền não và các đề mục nghiệp xứ vân vân. Nó là cái gì? Bốn cái những cái này là những cái pháp này nó là cái thuộc về cái phần đầu về đảo lộ, về cái phần mà thực hành mà đầu tiên, tức là giai đoạn đầu tiên mà để đạt đến chính cái pháp siêu thế này mình phải thực hành cái này, tức là tứ thanh tịnh giới rồi bắt đầu đủ tăng giá rồi asubha kamathana. Rồi đây là cái phần mà đạo lỗ đầu tiên ha, sankhara tức là thuộc tánh nhỉ, tánh nó thuộc về cái phần đạo lỗ đầu tiên. Tại cho nên mình thấy chữ phê đăng không, phê đăng đây chỉ có các chữ đăng ăn, các pháp thù thắng này, nhưng mà các pháp nó được chia thành là như vậy, nó thuộc về cái gì, nó thuộc về cái phần đầu tiên. Rồi khi mà thực hành như vậy là chắc đó, khi mà thực hành các pháp như vậy đó thì người đó mới được gọi là Anudhammachari hồ tín, mới là một người gọi là tùy pháp hành, tùy pháp, tùy pháp hành, hành ở đây tức là sự hành động, sự thực hành nha, tùy tức là theo, và pháp tức là người thực hành theo pháp, người sống theo pháp. Đúng tăng giá thì thường thường chúng ta hay nghe cái từ là đầu đà, đầu đà tức là từ đọc ăn của đúng tăng giá nha, nhưng mà đúng tá và ăn giá có nghĩa là chi phần, các điều kiện, các phương pháp, các kỹ thuật mà gọi là để thiêu đốt thêm những phiền não. Rồi cái tiếp theo là so ác giác ác che qua ti pa ti quê đăng a căn khăn tô quý cho răng ti. A căn khăn tô tức là khi mà mong mỏi ha, quý cho răng ti tức là thực hành. Tức là so vijaranti, vijaranti tức là vị ấy thực hành tu tập khi mà đang mong mỏi, pati quê đăng khi mà đang mong mỏi cái sự mà giải ngộ, hay pati quê đá hả, cái sự liệu ngộ, sự giác ngộ, sự mong mỏi cái sự gì liệu ngộ như thế nào là anh chát anh chê quá, tức là mong mỏi đạt tới sự giác ngộ mà ngay trong ngày hôm nay, chỉ vào hôm nay thôi, tức là ác giác là hôm nay nha, mà ác chê quá tức là chỉ hôm nay thôi, tức là họ khởi lên cái sự mà kiên quyết quyết định rằng đó là ta phải giải thoát mong mỏi, ta phải tu tập và thực hành hướng đến sự giải thoát ngay trong ngày hôm nay, ngay trong kiếp này. So imaya sammapatti patipatti ya
Raganja dosanja bahaya mohan samma ketu na na yena parijani tapi damme parijananto tadangga vipang vikambana samucheda patipasati disarana vimuddina wasena suvimutta suvimutta chito vì các bạn dài dữ rồi được gọi đó là cái gì suvi mút tá chít tô tức là tâm mà được khéo gì á khéo giải thoát hả tâm được khéo giải thoát chúng ta qua nghĩa hả su tức là người ấy sammabhatiya imaya đối với cái con đường mà chân chánh chánh đạo mà đối với chánh đạo này để đối với chánh đạo này thì người ấy sẽ cái gì sau khi mà đoạn tận tham và sân tham sân và si tham sân sân là người phút là nhân diệt nhất Parijana thế thì chúng ta dùng cái nghĩa là liễu tri hơn, biết rõ, comprehend, biết rõ. Như vậy đó là chỉ cùng cách với lại chỉ đam mê tức là chính cái pháp mà cần phải biết rõ parijananto tức là khi mà biết rõ về chính cái pháp mà cần phải biết rõ đây ha. Khi đang biết rõ các pháp cần phải biết rõ nhờ vào cái nguyên nhân ấy, nhờ vào cái nguyên nhân chân chánh tức là nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sự mà chánh tu tập, nhờ vào cái việc mà nhờ vào cái gì? Nhờ vào cái sau khi mà đoạn tận tham sân si bằng con đường chân chánh. Ở đây nguyên nhân chánh tức là gì? Tức là bốn cái này, những cái pháp này tức là tứ thanh tịnh giới, đúng tăng giá, rồi xuống Asupa Kamathana là cái nền tảng đầu tiên mà để chứng đắc đạo quả ha. Thì nhờ vào cái sự mình như vậy đó thì cho nên mới được gọi là vị ấy biết các pháp cần nên biết. Rồi bắt đầu vị ấy như thế nào? Tarangya là một chữ, Tarangya tức là chứng phục. Chúng ta có năm cái pháp mà Nisarana tức là năm pháp mà gọi là xuất ly mình bực bữa trước là xứng đề cập ha. Nisarana mặc Bahana tức là đoạn trừ, cũng là Nirodha tức là sự diệt, sự hủy diệt, sự đoạn diệt luôn, cũng ám chỉ cho năm cái pháp này tức là ta tăng giá tức là sự trấn phục, quý khâm ba ná tức là không, quý khâm ba ná là trấn phục tức là áp chế. Ta đang ghé tức là tạm thời nha, chúng ta dùng nghĩa tạm thời. Vikampada tức là gì? Vikampada là áp chế trứng phục, tức là ví dụ như một vị khi mà chứng đắc và sơ thiền như vậy đó thì dùng cái tâm thiền như vậy sẽ là khắc chế hoặc như là đè nén được cái năm cái Nibbana. Còn mà ta đang ghé tức là tạm thời, tạm thời cái nghĩa tạm thời đó tức là cái gì? Tạm thời tức là Nisarana tức là sự xuất ly tạm thời. Sự xuất ly tạm thời là tạm thời như thế nào? Ví dụ như một vị khi mà dùng trí khi mà tu tập ở thiền quán vậy đạt đến được cái tuệ tôi là Namarupa đã nha. Như vậy vì đó khi mà thấy rõ được từng tiến trình danh và sắc, vì đó phân biệt rõ được danh và sắc, như vậy vì đó sẽ tạm thời là đoạn trừ được cái gì? Tạm thời là xả ly. Nisarana này cái gì? Xả ly cái
cái tà kiến mà thuộc về thân kiến, cho nên nó chỉ cho trong khoảnh khắc mà gọi là sát na, từ sát na mà những cái sát na mà gọi là vipassana nào mà nó khởi sanh hợp mình do cái trí tuệ dẫn đầu như vậy, thì lúc đó nó đăng giá sẽ là một cái tạm thời là loại bỏ được cái tà kiến, không có cho rằng đây là tôi, đây là ta, đây là một cái thân này nữa, mà nó chỉ là tiến trình chân mà cho nên ta đăng giá hơn. Còn mà samuchyada tức là đoạn diệt, samuchyada đoạn diệt ở đây ám, đoạn diệt ở đây ám chỉ cho tức là đoạn diệt bởi tâm đạo. Còn patipassadi tức là sự thanh tịnh, patipassadi thanh tịnh tức là ám chỉ cho là sát na tâm quả. Đạo là cái phận sự tức là xét trừ tất cả những cái phiền não, mà quả sẽ làm thanh tịnh cái phiền não ấy. Quý mút tiên năng quá xe đó, với cái phương cách, với cái phương cách của cái sự giải thoát, của cái sự giải thoát nhờ vào cái sự xuất ly bằng cái miệng tức là tạm thời chấn phục đoạn diệt và bắt đầu thanh tịnh, như vậy mới được gọi là cái tâm khéo giải thoát. Khéo giải thoát bằng những cái hành động như vậy, là bằng những cái mà bằng những cái xuất ly như vậy này. Mà muốn mà như vậy đó thì người đó cần phải có sự mà hiểu biết rõ các pháp, cần phải biết nhờ vào cái nguyên nhân, thì nhờ nguyên nhân xong khi mà đoạn trừ được tham sân si rồi, người đó mới là anuba đi yano ida qua kurangwa, tức là người ấy không còn chấp thủ đời này hoặc là đời sau nữa, hoặc như đời này hoặc đời sau nữa. Thì ida lo kaparalo kapriya panna qua ecchatika bhagira qua khanda yatana dhatu yojatu hi ubadane hi anubadi yanto maha khina savo magya sang sankhatasa samanyasa vasena agatasa phala samanyasa jeva panya asekha dhammak khandasa cha bhagava hotiti ratana kutena viya agarasa aratena desana desana ya kutang ganhiti. Chủ già dữ. Rồi, ý đá tức là ý đá lô cá, tức là ở đời này, para lô cá tức là đời sau. Pariyatana tức là thuộc về ha, bao gồm đời này đời sau, bao gồm đời này đời sau, hoặc là qua là hoặc là acchatika bahira hoặc là nội ngoại, bên trong và bên ngoài, anh chỉ cho nó là ngũ uẩn, bên trong và bên ngoài, hoặc là khandayatana tức là uẩn xứ giới, vân vân. Chattu hi upadane hi tức là bốn cái sự mà chấp thủ ha, upadana bốn cái sự chấp thủ, mà chấp thủ vào cái gì, chấp thủ vào quận xứ giới đế hoặc là ngũ quận này, ngũ quận người khác, hoặc như là đời này đời sau. Với bốn cái sự ngũ quận này, với bốn cái sự chấp thủ này nè, anubadiyanto tức là khi mà không còn chấp thủ, khi mà không còn chấp thủ bởi bốn cái sự chấp thủ mà về quận xứ giới đá này, chúng ta dịch ngược lại ha, mà chúng ta nghe đi nghĩa, chúng ta đi nghĩa đi tới, chúng ta dễ coi nhỉ. Rồi maha khina savo tức là bậc đại lậu tận, maha rồi khina sao quá ha, khina sự đoạn tận, bậc đại lậu tận, rồi bắt đầu là magga sankhata tức là cái trạng thái của đạo, samanyasa được gọi là sa môn, tấm hạnh sa môn nhỉ, vasena agatasa, như vậy đó là chúng ta dịch lại nữa ha. Tức là khi mà không đang, khi không đang chấp thủ ha,
khi không còn chấp thủ, khi không còn chấp thủ bốn cái pháp thủ này, bốn cái pháp thủ mà chấp thủ về cái gì, chấp thủ về quận xứ giới đế, hoặc là bên trong bên ngoài, hoặc là đời này đời này đời sau, rồi khi ấy đó rồi cái bậc mà quả rồi đó là bánh giá Aseka đầm mắt thành đá bánh giá, bánh giá là năm Aseka đầm má tức là Aseka là vô học ha, mà đầm má là pháp, mà khanh đá tức là cái nhóm năm nhóm pháp của bậc vô học, năm nhóm pháp của bậc vô học và ra qua tức là có được ha, có được năm nhóm pháp của bậc vô học, nhóm pháp của bậc vô học như vậy thì chúng ta dịch xuống trên nó là vị ấy. Cái bậc mà đại mà lậu tận ha, cái bậc ấy như thế nào, đã đạt đến Agata ha, là bậc mà đã đạt đến cái tánh hạnh sa môn nhờ vào đạo, nhờ vào bản chất của đạo ha, nhờ vào cái tánh chất của đạo, rồi bắt đầu đó người ấy đó là có được cái gì, có được năm cái pháp tánh của một bậc vô học nhờ vào quả. Rồi bắt đầu là Ratana Kutena, Ratana Kuta Vinya, Naga Rasa Arhatena Desanaya Kutang Ganhiti. Nghỉ một phút đi, cứ giãn thế đó, nhìn thấy nó hết ra rồi. Sao tiếp sư? Chứ sư kia là kệ rồi ngữ nghĩa Connection successful. Như vậy ha. Như vậy đó thì chúng ta còn với cái đoạn này, rồi chúng ta còn thêm Việt ngữ nữa, rồi phần văn xuôi và kẻ ngôn, rồi chúng ta còn phải đọc nữa. Như vậy bây giờ tạm thời chúng ta ngừng tại đây. Thế mà bữa sau chúng ta sẽ dạy lại cái đoạn này. Thì nói là tại qua này nhiều quá, dài dạ thật. Rồi như vậy sư xin kết thúc bài học ngày hôm nay tại đây ạ. Và phần phước phát sanh do sự chi sẽ pháp kính chân đến tất cả chư thiên và sinh viên đều tất cả các vị, ngưỡng mong quý vị luôn luôn được an lành, chánh pháp được Phật của tâm.
Và để kết thúc bài học, kính thỉnh tất cả các vị mọi hướng Phật cao Bồ Tát Sasanang Chirantithato ba lần. Bồ Tát Sasanang Chirantithato, Bồ Tát Sasanang Chirantithato, Bồ Tát Sasanang Chirantithato. Sa-duk, sa-duk, sa-duk.